Y võ song toàn, Tần Lâm. Tập 11. Tô Văn Kỳ cau mày lại, chị Điền đừng nói nữa, anh ấy cũng đâu có làm gì sai, do cô Điền anh đó quá đáng. Nhìn thấy quần áo của Tô Văn Kỳ bị đổ rượu vang, chị Điền thở dài. Hát, tôi cũng biết cô ta quá đáng, nhưng chúng ta không nể mặt với cô ta như thế không phải là chuyện tốt. Cô Điền anh sinh ra ở tỉnh Hán Đông, quen biết rất nhiều ông chủ lớn, nếu đắc tội với cô ta, sau này có thể chúng ta phải từ bỏ thương diễn ở Đông Hải rồi. Dù sao Đông Hải cũng là tỉnh nổi tiếng toàn quốc, có rất nhiều cơ hội kiếm tiền, không nể mặt Điền Anh chính là từ bỏ tỉnh này, sau này e rằng đến đây sẽ gặp nhiều khó khăn. Tô Văn Kỳ mặt mày u ám, hết cách rồi, nếu thực sự phải từ bỏ thì từ bỏ thôi. Tần Lâm nghe thấy vậy liền cười nói, từ bỏ. Tôi thấy, người nên từ bỏ là cô ta mới đúng, cô không cần phải lo lắng. Chị Điền nhíu mày, rốt cuộc cậu là ai, còn trẻ tuổi mà đã học cách nói khoác như thế. Tôi cảnh cáo cậu làm bạn với Văn Kỳ, người làm quản lý như tôi vốn dĩ nên ngăn cản. Có điều cá nhân tôi cũng hy vọng Văn Kỳ có thể có một người bạn trai, tốt nhất cậu đừng hủy hoại cô ấy. Tô Văn Kỳ kéo chị Điền, được rồi đừng nói nữa, chúng ta đi thôi. Tô Văn Kỳ rất ít bạn bè ngoài giới, Tần Lâm là người duy nhất, vì thế cô không muốn để anh cuốn vào chuyện này. Mặc dù hành động hôm nay của anh có chút kích động, nhưng cũng là vì bảo vệ cô, Tô Văn Kỳ không có ý trách anh. Phía Đông Hải cùng lắm thì sau này không tới nữa. Tuy nhiên Tần Lâm lại cười, đi cái gì chứ, còn một cuộc hẹn ăn cơm chưa đi, theo tôi nào. Nói xong, Tần Lâm dẫn hai người lên tầng, Tô Văn Kỳ và chị Điền đều sững sờ, còn có cuộc hẹn ăn cơm nào sao? Lúc nãy bọn họ đã làm loạn bữa ăn, còn ai khác nữa chứ? Chị Điền bất lực lắc đầu, nghĩ bụng tên này trông cũng đẹp trai, nhưng hành xử không được chín chắn, điềm tĩnh. Hoàn toàn không hiểu cuộc sống của tầng lớp thượng lưu là như thế nào. Không hiểu cách đối nhân xử thế giữa những nhân vật có quyền thế, anh tưởng mình đang yêu ai chứ? Người bình thường sao có thể dễ dàng yêu được thiên hậu như Tô Văn Kỳ chứ? Chị Điền nhíu mày, cảm thấy nực cười. Có khi nào bạn của tên Tần Lâm này cũng ăn cơm ở đây không? Sau đó anh dẫn Đại Minh Tinh đến làm quen với bạn của mình, giống như rất có thể diện vậy. Nếu thực sự như thế, chị Điền phải cảnh cáo Tô Văn Kỳ. Không thể qua lại nhiều với kẻ không có nhân phẩm như thế này được. Đến cửa phòng bao số 1, chị Điền miễn cưỡng đẩy cửa ra, nhìn thấy mấy người ngồi bên trong, cô ấy lập tức sững sờ. Sau đó khuôn mặt lộ vẻ mông lung, mặc dù cô ấy hầu như không quen biết ai trên bàn ăn, nhưng có hai người thường xuyên xuất hiện trên TV. Một người là Mạnh Văn Cương, chủ tịch của tập đoàn Mạnh Thị, doanh nghiệp hàng đầu tỉnh Hán Đông. Nhà doanh nghiệp đẳng cấp xếp trong top 10 bảng xếp hạng Forbes. Vị trí của Mạnh Văn Cương ở Đông Hải thậm chí là cả tỉnh Hán Đông vô cùng cao quý, mấy ông chủ ở phòng bao số 2 dưới tầng cộng lại cũng không bằng một Mạnh Văn Cương. Còn một người khác cô ấy cũng biết, lợi hại hơn nhiều, đó là Hà Niệm Anh, chủ tịch bất động sản Hà Thi. Mặc dù Mạnh Văn Cương lợi hại nhưng cũng chỉ ở khu vực tỉnh Đông Hải, nhiều nhất cũng chỉ được coi là vị trưởng quan tối cao cấp tỉnh, còn Hà Niệm Anh là người mạnh thực sự của đất nước, có tầm ảnh hưởng nhất định trên thế giới. Mặc dù ngoài hai người này ra cô ấy không quen ai, nhưng từ cách ăn mặc có thể thấy tuyệt đối không hề đơn giản. Một người mặc đồ tôn trung sơn rất có khí chất, vừa nhìn biết ngay là lãnh đạo, có thể ngồi cùng với hai vị chủ tịch kia chắc chắn không phải nhân vật đơn giản. Vị cuối cùng càng rõ ràng hơn, mặc quân phục, năm sao trên cầu vai, là tướng quân. Đội ngũ bàn ăn này thực sự quá đáng sợ. Xin thứ lỗi, chúng tôi đi nhầm, chị Điền sợ hãi, tưởng mình đi nhầm. Nếu đắc tội với các vị lãnh đạo thì rắc rối to. Tần Lâm lại nói, không nhầm đâu, chính là ở đây. Nói xong anh kéo Tô Văn Kỳ vào trong. Chị Điền trừng mắt, nhìn Tần Lâm kéo Tô Văn Kỳ vào sâu trong cùng phòng bao, ngồi ở vị trí trung tâm. Chị Điền, chị cũng ngồi đi, Tần Lâm nói. À, được, được, chị Điền kích động không biết nói gì, vội ngồi ở một góc, bên cạnh là Mạnh Văn Cương của tập đoàn Mạnh Thị. Cô ấy nằm mơ cũng không ngờ rằng, có thể ngồi ăn cơm với những lãnh đạo máu mặt thế này, đúng là vi diệu. Thấy chị Điền và Tô Văn Kỳ không được thoải mái cho lắm, Mạnh Văn Cương nói. Không cần lo lắng, chúng tôi đều là bạn của cậu Tần, đây là Vương Kim Hải. Vị này là Tôn Kiến Dân, con người của chị Điền co lại, cô biết người ngồi ăn với họ chắc chắn sẽ không phải nhân vật tầm thường, nhưng không ngờ ông ấy chính là lãnh đạo Tôn. Vị này chắc không cần phải giới thiệu, Hà Niệm Anh, mọi người đều biết. Chị Điền vội đứng dậy, ngượng ngùng nói, có thể quen biết các vị là niềm vinh hạnh của tôi,
tôi là quản lý của Tô Văn Kỳ, Điền Hiểu Lâm. Mọi người đều gật đầu, coi như biết nhau rồi. Hà Niệm Anh cười nói, cô Tô Văn Kỳ đúng là xinh đẹp thật, còn đẹp hơn cả trên TV. Mặc dù Tô Văn Kỳ từng gặp nhiều nhân vật máu mặt nhưng lúc này cô cũng thấy căng thẳng. Cảm ơn Chủ tịch Hà đã khen. Tần Lâm nói, cũng không phải người ngoài nữa rồi, cho đồ ăn lên đi, vừa ăn vừa nói chuyện. Nhà hàng này là sản nghiệp của Mạnh Văn Cương, đương nhiên là đã sớm có chuẩn bị, những món ăn ngon, rượu ngon được bày lên bàn, toàn là thứ Tần Lâm thích, vừa sang trọng nhưng lại không xa hoa. Mấy huynh đệ họ cũng coi như lần đầu họp mặt chính thức, thực ra Tần Lâm còn vài sư đệ, sư muội ở tỉnh khác, đều là những nhân vật lớn, không thể nào sắp xếp được thời gian, họ rất ngưỡng mộ khi biết được tin năm người tụ họp. Tần Lâm nói thẳng vào vấn đề, Tô Văn Kỳ là bạn của tôi, muốn mở buổi hòa nhạc ở Đông Hải, bây giờ có chút vấn đề về sân vận động. Tôn Kiến Dân nghe thấy thế liền cau mày, chuyện này tôi đã nghe nói, tiểu sư huynh muốn làm thế nào? Ngày mai buổi hòa nhạc bắt đầu rồi, Điền Anh cũng có chút quan hệ ở tỉnh, bọn họ đã tuyên truyền mấy ngày rồi. Với thực lực của Tôn Kiến Dân đương nhiên có thể lấy lại địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc, nhưng hiện tại Điền Anh đã tuyên truyền được mấy ngày rồi. Nếu như đổi sân bãi, để Tô Văn Kỳ tổ chức bên đó, sợ rằng tối mai bắt đầu buổi hòa nhạc, người hâm mộ hai bên sẽ đánh nhau, đến lúc đó phát sinh ra bạo động tập thể thì không hay. Vương Kim Hải cũng gật đầu, bạo động tập thể rất khó khống chế, không thể liều được có điều nếu chúng ta đã biết quan hệ giữa sư huynh, cậu Tần và Tô Văn Kỳ, chúng ta có thể sắp xếp buổi hòa nhạc lần sau. Điền Hiểu Lâm cũng nghĩ vậy, buổi hòa nhạc lần này chắc chắn hết cách rồi. Dù sao ngày mai đã diễn ra rồi, không kịp tuyên truyền nữa. Rất nhiều fan của Điền Anh đã mua vé rồi, ngày mai chắc chắn sẽ đến nơi tổ chức, một khi phát hiện buổi hòa nhạc của Điền Anh biến thành buổi hòa nhạc của Tô Văn Kỳ, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện. Tần Lâm nhíu mày, không thể tổ chức buổi hòa nhạc được sao? Ngày mai tôi đã hẹn bạn đi xem rồi. Tô Văn Kỳ đá nhẹ Tần Lâm một cái dưới gầm bàn, cô khẽ nói. Tôi mở buổi hòa nhạc riêng cho bạn của anh. Cô không thể làm loạn trước mặt nhiều nhân vật lớn như thế này được, có thể kết bạn với họ đã là tốt lắm rồi, sau này sẽ nhiều cơ hội tổ chức buổi hòa nhạc. Ăn cơm xong, đám người Tôn Kiến Dân để lại phương thức liên lạc cho Tô Văn Kỳ và Điền Hiểu Lâm, nói rằng sau này có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ gọi điện là được rồi. Điền Hiểu Lâm vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc, cô ấy không ngờ rằng một bữa cơm mà lại có thể làm quen với nhiều vị chủ tịch hàng đầu như thế, Tần Lâm giỏi thật đấy. Hoàn toàn không nhìn ra. Sau khi ăn cơm xong, Tô Văn Kỳ cũng thấy tò mò, cô hỏi. Sao anh lại quen họ vậy? Tần Lâm đáp, tôi từng chữa bệnh cho họ. Lời giải thích này cũng hợp lý, ai rồi cũng sẽ mắc bệnh, vì thế tất cả mọi người đều cần có một người bạn là bác sĩ thần y như thế này. Lần này cảm ơn anh nhé. Bạn của anh muốn nghe tôi hát đúng không? Tôi sẽ tìm một địa điểm rồi hát riêng cho bọn họ nghe, coi như là để cảm ơn anh. Được, vậy cứ quyết thế đi, tôi sắp xếp địa điểm, tối ngày mai. Sau khi tạm biệt nhau ở nhà hàng, trên đường về Điền Hiểu Lâm hỏi. Cậu Tần Lâm này chính là người cô thường xuyên hẹn gặp đúng không? Lần trước lên hot search cũng đều là ta đúng không? Tô Văn Kỳ gật đầu, vốn dĩ chẳng có gì phải giấu với chị Điền cả. Điền Hiểu Lâm hỏi, cậu ta có thân phận gì, sao lại quen những nhân vật lớn đó chứ? Tô Văn Kỳ đáp, anh ấy từng chữa bệnh cho họ. Cô nhắc lại lời giải thích mà Tần Lâm nói với mình. Tuy nhiên Điền Hiểu Lâm lại cau mày. Từng chữa bệnh sao? Có gì đó sai sai. Cho dù là thần y từng giúp chữa bệnh, bọn họ cũng sẽ không kính nể như thế chứ. Lúc bước vào phòng, từ vị trí ngồi có thể nhìn ra, trước khi Tần Lâm vào, vị trí trung tâm đó luôn để trống, sau khi anh đến liền ngồi vào đó một cách tự nhiên, không hề thấy khó xử chút nào. Sau khi ngồi xuống, cho dù là gọi món, ăn cơm hay mời rượu đều phải thông qua Tần Lâm. Mặc dù lúc nói chuyện họ không dùng cách xưng hô đặc biệt nào, nhưng từ cử chỉ hành động có thể nhận ra Tần Lâm mới là người có quyền thế nhất. Nếu như chỉ là một bác sĩ sao có thể làm được điều này chứ? Những nhân vật đó hoặc là có quyền lực khủng hoặc là vô cùng giàu sang, có người nào mà chưa từng gặp chứ? Sao có thể kính trọng một bác sĩ như vậy? Cậu Tần Lâm này tuyệt đối không chỉ đơn giản là một bác sĩ. Có điều Điền Hiểu Lâm cũng không nói nhiều mà chỉ hỏi. Hai người phát triển đến mức nào rồi? Tô Văn Kỳ lắc đầu, chưa đâu vào đâu. Điền Hiểu Lâm hỏi, vậy cô phải cố gắng lên, đó là chàng trai kho báu đấy, cô phải giữ lấy. Điền Hiểu Lâm nói một câu như thế rồi thôi khiến Tô Văn Kỳ mơ hồ, cái gì mà chàng trai kho báu chứ? Chị Điền làm sao vậy?
Ngày thường nếu Tô Văn Kỳ yêu đương, xuất hiện xì căng đan, cô ấy sẽ rất tức giận, bây giờ lại ủng hộ cô yêu đương sao? Bên cạnh đó, Điền Anh bị Tần Lâm bắt hốc hết một chai rượu trắng, đây là sự sỉ nhục lớn đối với cô ta, là một ca sĩ nổi tiếng trong giới mấy chục năm nay chưa từng có ai dám đối xử như thế với cô ta. Khốn nạn, đúng là muốn chết, điều tra cho tôi rốt cuộc là ai? Dù sao Điền Anh cũng sinh ra ở tỉnh Đông Hải nên cũng có chút quan hệ ở đây, cô ta nhanh chóng điều tra ra được lai lịch của Tần Lâm, biết được anh mở một y quán ở đường Đông Y. Khi biết tên này chỉ mở một y quán, Điền Anh lập tức phẫn nộ. Còn tưởng là nhân vật quyền thế nào, thì ra chỉ là một bác sĩ tép diêu. Xử lý anh ta, Điền Anh nghĩ một lúc rồi gọi điện cho Tề Kiến Long ở Đông Hải. Chú Tề, cháu là Điền Anh đây. Ồ Điền Anh hả, lâu rồi không gọi điện cho chú, nghe nói cháu về Đông Hải tổ chức buổi hòa nhạc à. Tề Kiến Long gia chủ của nhà họ Tề có quan hệ với Điền Anh, trước đây gia tộc nhỏ như nhà Điền Anh hoàn toàn không đủ trình sánh với ba gia tộc lớn. Có điều sau này cô ta nổi tiếng rồi nên cũng xem như có thể nói chuyện được với nhà họ Tề. Hàn huyện một lúc, Điền Anh vào thẳng vấn đề, kể lại chuyện xảy ra ngày hôm nay, Tề Kiến Long lập tức phẫn nộ. Có chuyện này sao? Một tên bác sĩ mở y quán còn con mà cũng dám hống hách như thế, cháu yên tâm, chuyện này chú sẽ xử lý cho cháu. Có câu nói này của Tề Kiến Long, Điền Anh cũng yên tâm, vậy thì cảm ơn chú Tề. Sau khi cúp mắt, Tề Kiến Long trực tiếp ra lệnh. Tìm vài người đến y quán Hiên Viên ở đường Đông Y, đập nát cái quán đẩy ra rồi trói bọn họ lại cho tôi. Vâng, dạo gần đây nhà họ Tề rất khiêm tốn, trước đây con cháu còn sống sót của nhà họ Tần xuất hiện, nghe nói được lãnh đạo Tôn và Mạnh Văn Cương chống lưng nên bọn họ không có hành động gì. Kết quả Tề Hiền con trưởng trưởng Tôn của nhà họ Tề chết yểu, đến bây giờ vẫn chưa điều tra ra hung thủ là ai. Tề Kiến Long đang rất tức giận muốn tìm chuyện gì đó để xây dựng uy danh. Đúng lúc hôm nay Điền Anh lại nhờ việc. Tề Kiến Long vừa ra lệnh, mười mấy tên tay chân của nhà họ Tề Hiền hành động. Hai chiếc xe van đi đến y quán Hiên Viên, lúc này ba người vẫn ở trong y quán, chưa ai tan làm. Vừa nhìn thấy Trịnh Bình Long, đám người đó lập tức biến sắc. Tên họ Trịnh thì ra ông trốn ở đây. Trịnh Bình Long vốn dĩ là vệ sĩ của Tề Kiến Long, sau khi giết Tề Hiền liền trốn ở y quán Hiên Viên làm bảo vệ ở đây. Không ngờ rằng đám người này lại vô tình tìm thấy ông ta, sắc mặt Trịnh Bình Long thay đổi. Mặc dù ông ấy đánh nhau giỏi, nhưng chưa đạt đến trình độ 1:10, hôm nay có nhiều người như thế, rõ ràng đã có sự chuẩn bị từ trước. Bác sĩ Khổng, bác sĩ Diệp, hai người cẩn thận, mau thông báo cho cậu Tần. Trịnh Bình Long tiện tay vớ một cây gậy, để Khổng Phàm Lâm và Diệp Văn Nhi đứng phía sau mình để bảo vệ. Đám tay chân đó hừ lạnh lùng một tiếng, ra tay. Lúc này Tần Lâm đang chọn đồng hồ trong cửa hàng đồng hồ, lần trước sau khi tặng cho Vương Đông Tuyết, anh thấy món đồ này khá hữu ích nên định mua cho Diệp Văn Nhi, Trúc Linh Linh còn cả Tô Văn Kỳ nữa mỗi người một cái, dù sao cũng là phụ nữ chân yếu tay mềm, đi ra ngoài đường cũng khá nguy hiểm, mua để phòng nhỡ có khi cần đến. Lúc đang chọn đồng hồ đột nhiên chuông điện thoại kêu, Tần Lâm nghe máy, Văn Nhi, chuyện gì thế? Anh Tiểu Lâm, nhanh, giọng nói ở đầu dây bên kia rất cấp bách. Vừa nói được một chữ nhanh thì nghe thấy tiếng rắc rắc, hình như điện thoại bị thứ gì đó đánh rơi vậy, sau đó là âm thanh máy bận. Tần Lâm lập tức cau mày lại, giọng điệu của Diệp Vãn Nhi rất lạ, hình như đã xảy ra rắc rối gì rồi. Tắt điện thoại xong, Tần Lâm vội lái xe với tốc độ cực nhanh, nhấn chân ga hết cỡ, anh nhanh chóng đến y quán Hiên Viên. Y quán Hiên Viên lúc này đã tan tành, kệ thuốc, quầy trưng bày đều bị đập nát, bên trong không có ai. Trên mặt đất có vết máu và dấu vết của sự ẩu đả. Mặt Tần Lâm biến sắc, đột nhiên một người đàn ông trung niên vào trong. Bác sĩ Tần, đây là bác sĩ Triệu ở y quán bên cạnh, hai nhà là hàng xóm. Bác sĩ Triệu, chắc ông nhìn thấy là ai làm đúng không? Bác sĩ Triệu lắc đầu, tôi nhìn thấy biển xe, là Hán B35. Được, tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ Triệu. Nói xong Tần Lâm lập tức gọi điện cho Tôn Kiến Dân. Giúp tôi điều tra biển số xe, cần gấp. Tôn Kiến Dân đương nhiên không dám phớt lờ lời căn dặn của tiểu sư huynh, sau khi điều tra được liền gọi điện cho Tần Lâm. Là xe của nhà họ Tề. Con người của Tần Lâm co lại, khuôn mặt lóe lên sát ý. Tôn Kiến Dân ở đầu dây bên kia cũng cảm thấy rùng mình, ông hỏi. Tiểu sư huynh, có cần chúng tôi giúp không? Không cần, sau khi cúp máy, một mình Tần Lâm đến nhà họ Tề. Anh lên núi học y 10 năm. Dám quay về báo thù không phải chỉ vì có quan hệ với đám người Tôn Kiến Dân.
Tần Lâm dựa vào bản lĩnh học được từ Diệp Hiên Viên. Nếu ngay cả một nhà họ Tề còn con cũng không đối phó nổi, chẳng phải sẽ làm sư phụ mất mặt sao? Ba người Khổng Phàm Lâm, Diệp Văn Nhi và Trịnh Bình Long đều bị trói ở nhà họ Tề, Diệp Văn Nhi và Khổng Phàm Lâm còn ổn, dù sao Tề Kiến Long cũng chỉ giúp Điền Anh xả cơn giận mà thôi, ông chủ của họ còn chưa đến, hai người này chỉ là nhân viên thôi, vì thế tạm thời chưa xử lý bọn họ. Nhưng Trịnh Bình Long thì lại thảm, chủ thuê cũ ở ngay trước mặt, sao có thể dễ dàng tha cho ông ta chứ? Trịnh Bình Long lúc này bị đánh đến mức máu toàn thân, chân tay đều bị gãy, nằm thoi thóp dưới đất. Khổng Phàm Lâm và Diệp Văn Nhi ở bên cạnh lo lắng, nhưng không giúp được gì. Tề Kiến Long nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt hung ác. Tên họ Trịnh kia, nhà họ Tề tao không đối xử tệ bạc với mày, Tề Hiền cháu trai tao là do mày giết đúng không? Trịnh Bình Long nằm trên mặt đất, mặc dù cơ thể không cử động được, nhưng không hề sợ hãi chút nào. Thắng làm vua thua làm giặc, chẳng có gì phải nói cả, tôi chính là người giết cháu trai của ông, có bản lĩnh thì ông hãy cho tôi chết một cách thoải mái đi. Tề Kiến Long cuộn nắm đấm, Trịnh Bình Long, được, mày được lắm, tao sẽ không giết mày đâu, tao phải khiến mày đau khổ, cho mày nếm trải cực hình tàn khốc nhất thế gian này. Tề Kiến Long lấy ra mấy cây kim châm dài, bảo thuộc hạ đè chặt tay Trịnh Bình Long, sau đó đậm vào 10 ngón tay. 10 ngón tay liền với lòng bàn tay, không phải ai cũng có thể chịu đựng được sự đau đớn khi bị kim châm dài đậm. À, cho dù người đàn ông mạnh mẽ cường tráng như Trịnh Bình Long cũng không chịu nổi mà gào thét lên. Hai người Diệp Văn Nhi và Khổng Phàm Lâm đứng bên cạnh nhìn vô cùng thương tâm, đột nhiên cô hét lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dừng tay, nếu anh Tiểu Lâm biết được chuyện này, anh ấy tuyệt đối sẽ không tha cho các người. Lúc này Tề Kiến Long đang giận sôi máu, nghe thấy lời nói của Diệp Văn Nhi, ông ta lập tức cau mày lại. Anh Tiểu Lâm, là ai? Ông chủ của các người. Không sai, ông chủ của chúng tôi, Tần Lâm. Lúc này để cứu người Diệp Văn Nhi đã nghĩ đủ mọi cách, nếu như nhắc đến anh Tiểu Lâm cũng vô ích, vậy thì tiếp tục nhắc đến những nhân vật lớn như Mạnh Văn Cương, Tôn Kiến Dân gì gì đấy. Chắc sẽ phải có một người khiến nhà họ Tề thấy khiếp sợ chứ đúng không? Tuy nhiên nói xong hai từ Tần Lâm, sắc mặt Tề Kiến Long trở nên kỳ quái, khuôn mặt lộ vẻ cười gian tà, ông ta lạnh lùng nói. Thật trùng hợp, tôi còn tưởng là ai lại to gan như thể dám ra tay với Điền Anh, thì ra là tàn dư của nhà họ Tần. Các người đúng là muốn chết mà. Trước đây, chuyện Tần Lâm xử lý nhà họ Đường đã gây chấn động khắp nơi. Rất nhiều người đều biết Tần Lâm có hai chỗ dựa lớn đó là Tôn Kiến Dân và Mạnh Văn Cương. Tưởng rằng dựa vào hai bọn họ là có thể đối phó được với ba gia tộc lớn sao? Tưởng rằng với chút quan hệ này là có thể báo thù cho nhà họ Tần năm đó sao? Đúng là nực cười, Tiểu Cương, nghe thấy chưa, tàn dư nhà họ Tần muốn quay về báo thù, ha ha ha. Tề Cương con trai của Tề Kiến Long cũng lộ vẻ cười khinh, năm đó bố con họ cũng tham gia vào việc hãm hại nhà họ Tần. Bây giờ Tần Lâm chẳng qua chỉ là con chó chết chủ thôi, sức mạnh của một người có thể gây ra được sóng gió gì chứ? Quãng thời gian này, ba gia tộc lớn trông rất là khiêm tốn, giữ mình, nhưng trên thực tế chẳng khác gì so với trước đây, mọi người đều hiểu lầm tưởng rằng bọn họ khiếp sợ Tần Lâm. Dù sao cũng là gia tộc lớn đã trường tồn chục năm rồi, sao có thể bị một tên nhãi danh hù dọa chứ? Không nói thì không sao, bây giờ tôi đã biết rồi, vậy thì cô cũng đừng hòng được yên. Lúc nói con trai của Tề Kiến Long cầm mấy cây kim bạc đi về phía Diệp Văn Nhi. Vốn dĩ tôi không nỡ ra tay giày vò phụ nữ, có điều ai bảo cô là người của tên nghiệp chủng đấy chứ. Đợi đến lúc cậu ta đến, phát hiện cô đã bị chúng tôi giày vò đến chết, cô nói xem có phải cậu ta sẽ rất đau buồn. Rất phẫn nộ. Sau đó cậu ta phát hiện mình không có khả năng báo thù, giống như năm đó lúc chúng tôi giết cả nhà cậu ta vậy, cậu ta cũng chẳng làm được gì, ha ha ha. Cùng với tiếng cười của Tề Cương thì cây kim dài đó đã đâm vào ngón tay của Diệp Văn Nhi. Một sự đau đớn tột cùng trỗi dậy, Diệp Văn Nhi nghiến răng, toát hết mồ hôi lạnh. Lúc này đột nhiên bịch một cái, con xe thể thao lao vào bên trong. Con xe thể thao phi với tốc độ nhanh nhất, cổng lớn nhà họ Tề bị đâm mở tung ra. Tất cả mọi người đều sững sờ, sau đó mười mấy tên tay chân nhà họ Tề đều tiến lên bao vây. Một người thanh niên bước xuống xe, khuôn mặt đầy sự phẫn nộ. Con người của Tề Kiến Long co lại, không ngờ thằng nhãi danh này lại dám đến tên họ Tần kia, cậu đúng là gan dạ đấy, sao nào, không dẫn ai đến sao? Tề Kiến Long vẫn có chút kiêng dè Tần Lâm,
dù sao lần trước lúc Vương Kim Hải đem máy bay trực thăng vũ trang đến, ông ta vẫn cảm thấy hơi sợ hãi. Nhưng ông ta sợ Vương Kim Hải chứ không phải sợ Tần Lâm, giữa hai người có quan hệ gì đến bây giờ Tề Kiến Long cũng không dám chắc chắn. Có điều ông chắc chắn rằng một mình Tần Lâm đến nhà họ Tề, đó chính là chui đầu vào chỗ chết. Nhìn thấy ba người nằm trên mặt đất, Tần Lâm cuộn nắm đấm, sắc mặt vô cùng u ám. Tề Kiến Long để ông sống cũng lâu rồi, ông cũng nên xuống nấm mồ cùng nhà họ Tần của tôi đi. Tề Kiến Long hừ lạnh lùng, thằng nhãi ranh, nói khoác mà không ngượng mồm, bắt nó lại cho tôi. Bắt được Tần Lâm, nhất định phải giày vò anh mới được, đã đến lúc ba gia tộc lớn xây dựng uy danh rồi. Vừa dứt lời, mười mấy tên vệ sĩ lao lên, Trịnh Bình Long nằm trên mặt đất, chân tay không thể cử động, chỉ có thể dương mắt nhìn mà không giúp được gì. Ông ta hiểu rõ, vệ sĩ của nhà họ Tề thân thủ phi phàm, đều là những tên đánh nhau giỏi được chọn lựa kỹ càng, người bình thường khó đánh lại được. Cho dù là ông ấy cũng không thể một đấu mười được. Chỉ là Trịnh Bình Long không ngờ rằng, ông ta không thể không có nghĩ là Tần Lâm cũng không thể. Mười mấy người này cùng xông lên, quyền cước đan xen, tất cả đều lao về phía Tần Lâm. Vùi một quyền được đánh ra, đột nhiên hắn phát hiện ra Tần Lâm đã biến mất. Tốc độ nhanh quá, con người đương nhiên không thể biến mất vào hư không, chỉ có thể là vì tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức người khác không thể nhìn rõ. Lúc này Tần Lâm đã vòng qua sau lưng mấy người kia, ngón trỏ và ngón giữa kẹp lại, anh dùng hai ngón tay đầm sau lưng một tên vệ sĩ. Điểm huyệt, đây là điểm huyệt chỉ xuất hiện trên TV. Đối với cao thủ đông y thực sự, bấm huyệt là kỹ thuật cơ bản nhất. Còn công phu bấm huyệt của sư phụ Diệp Hiên Viên đã đạt đến đỉnh cao, Tần Lâm học 10 năm nên trình độ cũng không hề tầm thường. Hai ngón tay điểm huyệt, tên vệ sĩ kia lập tức cảm thấy sau lưng đau nhói, thảm thiết kêu một tiếng. Ngay sau đó, nửa người lập tức mất cảm giác, ngã xuống đất, không cử động được. Cái cảm giác đau đó khiến hắn suýt nữa ngất đi. Điểm huyệt thật sự sẽ không giống như trên TV. Tùy tiện điểm một cái kẻ địch liền bất động. Điểm huyệt trong đông y chỉ dựa vào sức lực của hai ngón tay, tạm thời phá hủy các bộ phận quan trọng nhất của kinh mạch trong cơ thể. Cứ như phá hủy ngã tư đường vậy, giao thông lập tức bị tê liệt. Tần Lâm vừa điểm huyệt hắn lập tức ngã xuống. Mấy vệ sĩ khác đều hoảng hốt, họ chưa bao giờ nhìn thấy chuyện kỳ dị thế này, không ai dám nương tay, dùng toàn lực để tấn công Tần Lâm. Tuy nhiên, Tần Lâm vẫn giữ vững cơ thể, tốc độ cực nhanh. Bọn họ căn bản chẳng chạm được đến một góc áo của anh. Anh thoát ẩn thoát hiện, hai ngón tay không ngừng điểm huyệt. Mỗi lần điểm huyệt, một người lại ngã xuống. Chưa đến hai phút sau, mười mấy tên vệ sĩ đã nằm trên mặt đất. Trịnh Bình Long thấy cảnh này, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc không nói nên lời. Lúc trước ông ta cảm thấy Tần Lâm không đơn giản như vậy, hôm nay cuối cùng cũng được chứng kiến bản lĩnh thực sự của anh, chiêu điểm huyệt này thực sự quá mạnh. Cao thủ y thuật lại mạnh mẽ đến vậy. Công phu bẩm huyệt, có thể trị bệnh, cũng có thể giết người. Tề Kiến Long lúc này mới phản ứng lại, sắc mặt thay đổi, vội vàng chạy vào trong nhà, trong phòng ông ta có súng, đó là chỗ dựa duy nhất của ông ta lúc này. Tuy nhiên, Tần Lâm không cho ông ta cơ hội đó. Tề Kiến Long chạy vào trong, đột nhiên đầu gối đau nhói. Một chân quỳ xuống đất, cả người cũng ngã xuống, cúi đầu nhìn thì thấy trên chân bị cắm một cây kim bạc. Bố, Tề Cương sợ hết hồn. Không thể nào ngờ Tần Lâm lại lợi hại đến vậy. Một mình giải quyết mười mấy thuộc hạ của nhà họ Tề bọn họ, đúng thật là kinh khủng. Thằng nhãi nhà họ Tần tại sao lại trở nên mạnh như thế này? Tề Cương nghiến răng, nhặt cây kim dài lúc nãy vừa hành hạ bọn họ lên, sau đó xông về phía Diệp Văn Nhi. Tần Lâm lợi hại thật, dựa vào năng lực của ông ta chắc chắn không thể phản kháng lại, chỉ có thể dùng con tin để uy hiếp người khác. Tuy nhiên, Tề Cương vẫn còn ngây thơ quá. Dùng kim, Tần Lâm còn có thể làm ông tổ của ông ta đó. Hai ngón tay vẫy một cái, một cây kim bạc bắn ra. Lần này, Tề Cương nhìn thấy rõ ràng cây kim bạc nhìn dần phóng to, sau đó đâm vào mắt của ông ta. À, Tề Cương lập tức nằm trên đất, hai tay ôm mắt, đau đớn kịch liệt khiến toàn thân ông ta tê dại, cả người co quắp. Nỗi đau bị kim bạc đâm vào mắt chắc chắn đau hơn bị đâm vào ngón tay cả trăm lần. Chưa đến 5 phút sau. Cả nhà họ Tề đều nằm trên mặt đất. Tần Lâm vội vã tiến lên kiểm tra thương tích của Diệp Văn Nhi và Trịnh Bình Long. Diệp Văn Nhi vẫn ổn, chỉ có vùng giữa hai ngón tay bị đâm rách một chút, cũng không có vết thương nào quá nghiêm trọng. Còn Trịnh Bình Long thì thảm hơn, tứ chi đều bị đánh gãy. Trịnh Bình Long nằm trên mặt đất gượng cười. Cậu Tần,
sau này tôi không thể làm bảo vệ cho cậu rồi. Tần Lâm vỗ vai ông ta, yên tâm đi, tôi sẽ chữa khỏi cho ông. Nói xong Tần Lâm sờ chân ông ta, sờ đến chỗ bị gãy xương, hai tay dùng sức bóp. Rắc rắc một tiếng. Hai phần xương gãy trong nháy mắt được gắn lại, không thể không nói, Trịnh Bình Long đúng là một người đàn ông, bị như vậy nhưng vẫn không hé răng kêu ca nửa lời. Sau đó, Tần Lâm cởi quần áo của Tề Cương nằm bên cạnh ra xé thành nhiều đoạn, rồi cuốn chặt lên vết thương của Trịnh Bình Long. Với y thuật của Tần Lâm, để Trịnh Bình Long hồi phục không khó, chỉ có điều vẫn cần thời gian. Sau khi băng bó chân tay cho Trịnh Bình Long xong, Tần Lâm mới đứng dậy, xách Tề Kiến Long và Tề Cương lên. Mỗi người một tay, cứ như xách hai túi rác vậy, sau đó vứt lên xe. Văn Nhi, bác sĩ Khổng, hai người về trước đi, tôi còn chút việc phải xử lý. Vâng, giải quyết xong đám người nhà họ Tề, nên bọn họ không còn nguy hiểm nữa. Tần Lâm lái xe đưa bố con nhà họ Tề lên núi. Hai bố con một người ở trong xe, một người ở cốp sau, đều không thể động đậy. Lúc bắt đầu còn có thể giãy giụa một chút, kết quả bị Tần Lâm điểm huyệt nên chỉ có thể ngoan ngoãn. Đến dưới chân núi, xe không thể đi lên nữa, Tần Lâm xuống xe, mỗi tay một người, vác bố con bọn họ lên trên núi. Vác nhẹ như không, cứ như đang xách hai túi ni lông không vậy. Đi đến trước mộ nhà họ Tần, anh vứt bọn họ xuống đất. Nhìn phần mộ trước mắt, Tề Kiến Long lập tức hoảng sợ, nỗi sợ kịch liệt dâng trào trong lòng. Tần thiếu gia, là lỗi của chúng tôi, xin cậu tha cho chúng tôi một con đường sống. Thực lực của Tần Lâm trong suốt quãng đường đi đã khiến hai người họ khuất phục. Tần Lâm này cứ như ác quỷ vậy. Nghe thấy lời cầu xin của Tề Kiến Long, Tần Lâm nở cười lạnh lẽo. Cầu xin sao, dập đầu trước người nhà họ Tần đi. Tề Kiến Long nghe xong vội vã quỳ xuống trước mộ, bắt đầu dập đầu. Tề Cương thấy vậy, cũng không dám chậm trễ cho dù trên mặt vẫn còn cắm cây kim bạc nhưng vẫn nén đau, quỳ trên mặt đất dập đầu. Mặt Tần Lâm lộ vẻ đau buồn, ông nội, bố, mọi người thấy rồi đấy, bố con nhà họ Tề quỳ xuống dập đầu tạ lỗi rồi. Tần thiếu gia, xin cậu tha cho chúng tôi bảo đảm, sau này sẽ rời khỏi Đông Hải, rời khỏi Hán Đông, ra nước ngoài. Không bao giờ quay về nữa, gia sản của cả nhà họ Tề cũng giao cho cậu, chỉ mong cậu cho chúng tôi một con đường sống. Tần Lâm cười nhạt, năm đó, khi mấy người giết toàn bộ nhà chúng tôi, sao không nghĩ đến chuyện cho chúng tôi một con đường sống? Sắc mặt Tề Kiến Long thay đổi, tát mạnh vào mặt mình một phát. Là lỗi của tôi, là tôi nghe mấy lời gièm pha của nhà họ Thư và nhà họ Hoa, tôi xin lỗi cậu và nhà họ Tần. Tần Lâm cười nhạt một tiếng, cảm thấy cảnh trước mắt thật buồn cười. Được, nếu đã vậy, tôi cho hai người một cơ hội. Bây giờ, bố con hai người cùng nhau đào hố, ai xong hố cho người kia trước, thì người ấy được đào sống. Người còn lại sẽ phải chôn theo nhà họ Tần. Lời vừa dứt, Tề Cương lập tức bắt đầu ra tay, cũng không quan tâm đến cây kim bạc trên mắt nữa, bắt đầu dùng tay không đào hố. Đại thiếu gia sống trong nhung lụa lúc này lại dùng hai tay liều mạng đào đất. Tề Kiến Long trợn mắt nhìn, Tề Cương, con làm gì thế? Tề Cương vừa đào vừa nói, bố lớn tuổi rồi, sống không được mấy năm nữa, cơ hội này bố nhường cho con đi. Tề Kiến Long tức đến mức suýt ngất, thằng mất dạy, mày mau dừng tay cho tao. Tề Kiến Long tiến lên kéo Tề Cương lại, kết quả bị Tề Cương quay đầu đạp cho một phát khiến Tề Kiến Long ngã văng ra, xong ông ta tiếp tục đào. Tề Kiến Long tức đến mức không thở được, thằng mất dạy. Nói xong, ông ta cũng vội vã bắt đầu đào. Hai bố con vì mạng sống mà liều mạng đào hố chôn đối phương, cho dù hai tay Tề Cương có đầy máu thì ông ta cũng chẳng hề quan tâm. Nhìn thấy cảnh này, Tần Lâm bật cười, sau đó ngửa mặt nhìn trời. Nếu như nhà họ Tần ở trên trời cao có linh thiêng, nhìn thấy cảnh này của bố con nhà họ Tề cũng có thể cười vui vẻ. Tốc độ đào của Tề Kiến Long đương nhiên không bằng người trẻ tuổi, có điều ông ta đào được một mảnh thủy tinh vỡ. Tề Kiến Long nắm chặt mảnh thủy tinh ấy, đột nhiên xông lên. Tóm chặt lấy tóc Tề Cương, mảnh thủy tinh trong tay cắt vào cổ ông ta. Nói hổ dữ không ăn thịt con, nhưng chuyện đã đến bước này, mạng sống là quan trọng nhất, trong hai người chỉ có một người được sống nên Tề Kiến Long cũng không quan tâm đến mối quan hệ bố con này nữa. Mảnh thủy tinh đâm vào cổ Tề Cương, khiến Tề Cương lập tức nổi giận. Nhưng tiếc rằng Tề Kiến Long quá yếu, không thể lấy mạng ông ta ngay lập tức. Tề Cương tức giận vô cùng, lật người cưỡi lên trên Tề Kiến Long. Hai tay bóp chặt lấy cổ Tề Kiến Long. Lão già kia, tôi phải giết ông. Tần Lâm vỗ tay,
phụ tử tương tàn, đúng là kịch hay. Lúc này hai người đều cơ bản đào xong hố rồi, Tần Lâm tiến lên, nói. Được rồi, không cần tranh giành nữa, tôi tiễn hai người lên đường. Nói xong bọn Tần Lâm bóp cổ hai người, sau đó giơ họ lên. Sức lực của Tần Lâm vô cùng lớn, bố con bọn họ chẳng thể phản kháng nổi, hai người bị xách cổ, chân đạp trong không khí, cứ như hai con gà con vậy, mặc cho người ta xẻ thịt. Cậu nói lời không giữ lấy lời. Tề Cương không ngại bất hòa với bố mình, trước lúc chết hai bố còn tàn sát lẫn nhau để có thể giành cơ hội sống. Tần Lâm lạnh lùng mỉm cười, 10 năm trước mấy người giết hết cả nhà họ Tần tôi, hai người ai cũng có tội, ông cảm thấy tôi có nên bỏ qua cho ông không? Uổng công ông khoác lác mình là người của giới thượng lưu, đúng là ngây ngơ quá. Nói xong, hai tay Tần Lâm dùng sức, 10 ngón tay bóp chặt. Tề Cương và Tề Kiến Long lập tức trợn trắng mắt, mặt đỏ gắt, bọn họ bắt đầu ngạt thở. Tần Lâm tiếp tục dùng sức, rắc một tiếng, cổ của hai người bị bẻ gãy, toi mạng trong nháy mắt. Sau đó anh ném hai cái xác vào hố, dùng chân đạp mấy phát, coi như đã lấp. Trong tam đại gia tộc, nhà họ Tề đã bị tiêu diệt. Hai bố con đầu sỏ đã chết, những người còn lại cũng tan đàn xẻ nghé. Tần Lâm chỉ giết người tham gia vào vụ án năm đó, chứ không động vào đời sau. Sau khi bọn họ rời khỏi Đông Hải, chỉ cần bọn họ không gây phiền toái, Tần Lâm sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Tần Lâm đến trước mộ của bố mẹ và ông nội quỳ xuống, dập đầu mấy cái. Nhà họ Tề đã bị giết, còn nhà họ Thư và nhà họ Hoa, ngày khác con sẽ dẫn họ đến để cúng bái. Sau đó, Tần Lâm xuống núi, cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Ngày thứ hai, cả Đông Hải đều rung chuyển. Nhà họ Tề của tam đại gia tộc chuyển đi ngay trong đêm. Mấy chục người của gia tộc không còn một ai, tất cả sản nghiệp của nhà họ Tề cũng bị dừng lại, bất động sản cũng không ai cần đến. Ngoại trừ tiền mặt, tất cả tài sản cố định đều vứt lại tại Đông Hải. Người thân bạn bè không liên lạc với một ai, những người này cứ như đi chạy nạn vậy. Nhất cử nhất động của nhà họ Tề đều khiến mọi người khiếp sợ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới có thể khiến nhà họ Tề làm như vậy. Ngay cả bất động sản cũng không cần. Vậy còn sản nghiệp trong giới giải trí, nhà hàng khách sạn, quán bar, quán karaoke, chỗ này đều là những hạng mục trị giá ít nhất cả trăm triệu cũng bỏ lại mà chạy, thực sự khiến người ta kinh ngạc. Trong y quán Hiên Viên, Diệp Văn Nhi, Khổng Phàm Lâm và Trịnh Bình Long đang vô cùng khiếp sợ, mặt đầy kinh ngạc nhìn Tần Lâm. Là do cậu làm sao? Khổng Phàm Lâm vẫn luôn cho rằng Tần Lâm chỉ có y thuật cao siêu mà thôi, nhưng không ngờ, Tần Lâm lại có năng lực như vậy. Một người mà có thể san bằng cả một gia tộc, Diệp Văn Nhi cũng há hốc miệng, nhớ lại nhà họ Tề mạnh mẽ ngày hôm qua, cô ấy vẫn cảm thấy sợ hãi, không ngờ chỉ mới qua một đêm mà nhà họ Tề không còn một ai. Tần Lâm chẳng hề quan tâm đến chuyện này, chỉ là nhà họ Tề mà thôi, không cần phải ngạc nhiên, đúng rồi, tối nay tôi mời mọi người đi xem buổi hòa nhạc. Diệp Văn Nhi sững sờ, buổi hòa nhạc của Tô Văn Kỳ sao? Chẳng phải bị hủy rồi à? Hình như đổi thành buổi hòa nhạc của Điền Anh mà. Tần Lâm nói, buổi hòa nhạc của Điền Anh bị hủy rồi, có điều Tô Văn Kỳ chuẩn bị một buổi hòa nhạc quy mô nhỏ, tổ chức trên đỉnh núi Thanh Mai, mọi người có thể đến xem. Tốt quá, Diệp Văn Nhi và Trần Thục vốn muốn đi xem buổi hòa nhạc, bây giờ có thể đứng gần để xem thì tốt quá. Diệp Văn Nhi lấy điện thoại ra mở Facebook lên, lập tức lướt thấy một dãy tin tức. Sự tranh chấp giữa hai ca sĩ nổi tiếng Điền Anh và Tô Văn Kỳ đã phân thắng bại. Buổi hòa nhạc của Điền Anh đã bị hủy. Điền Anh từ chối trả lời chuyện này, người đại diện úp mở lảng tránh. Mấy tin tức phía dưới hầu như đều có liên quan đến Tô Văn Kỳ và Điền Anh. Buổi hòa nhạc hôm nay của Điền Anh cũng bị hoàn vé, khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Lúc trước Điền Anh cướp ngày tổ chức của Tô Văn Kỳ dẫn đến nổi lên một làn sóng dư luận, nói hai người bọn họ cấu xé lẫn nhau. Bây giờ mâu thuẫn càng ngày càng nghiêm trọng, kết lại xuất hiện sự xoay chuyển, buổi hòa nhạc của Điền Anh tự nhiên bị hủy, mọi vé được bán ra đều được hoàn lại. Facebook tức xuất hiện nhiều lời chửi mắng, bởi vì chuyện bán vé không do ngôi sao quản lý, rất nhiều fan không mua được vé, chỉ có thể mua vé với giá cao từ bọn phe vé. Kết quả buổi hòa nhạc bị hủy, khi hoàn vé chỉ nhận được tiền gốc của vé, vậy nên bọn họ mất trắng số tiền phải bỏ ra thêm để mua vé, đương nhiên sẽ chửi rủa. Trong lúc này, Điền Anh bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, hơn nữa vẫn chưa hề đưa ra bất kỳ câu trả lời nào. Tần Lâm nhìn thấy tin tức này lập tức tắt đi, coi như không có chuyện gì. Tôn Kiến Dân đột nhiên gọi điện thoại đến,
Tần Lâm liền nghe. Tiểu sư huynh, hôm qua nhà họ Tề, bố con nhà họ Tề là do tôi giết. Tần Lâm nói thẳng vào vấn đề, cũng không cần giấu bọn họ. Tôn Kiến Dân ngập ngừng một lúc rồi nói, chuyện phía sau để tôi giải quyết, tiểu sư huynh cứ yên tâm. Còn có chuyện này, lục sư đệ đã biết tin hôm qua năm huynh đệ chúng ta ăn cơm, cậu ấy rất ghen tị, muốn gặp sư huynh. Lục sư đệ có phải cậu béo không? Trong 10 sư đệ sư muội của Tần Lâm, anh vẫn nhớ lục sư đệ là một tên béo. Tôn Kiến Dân cười nói, không sai, cậu béo tên là Mã Lương Điền, là người Tân Cảng, bây giờ đang ở Đại Lục, nghe được chuyện này liền ngồi máy bay bay đến đây. Tần Lâm nhớ ra, lục sư đệ này tên Mã Lương Điền, là trùm giới giải trí. Anh có thể không quá ấn tượng với những sư đệ, sư muội khác, nhưng lại ấn tượng rất sâu sắc với Mã Lương Điền. Mấy năm trước tên mập này trở lại thăm sư phụ còn dẫn theo 10 nữ minh tinh đến, nào là người mẫu, nào là ca sĩ, nào là vũ công, tóm lại là biết hát biết nhảy, trông giống như 3.000 mỹ nữ muốn dâng lên cho sư phụ. Kết quả bị Diệp Hiên Viên đánh cho một trận như tử từ trên núi xuống chân núi. Nghĩ lại thấy tên Mã Lương Điền này cũng là một nhân tài. Chỉ là tên mập này trước giờ luôn phát triển ở Tân Cảng, không ngờ lần này lại đến Đại Lục. Vài năm trở lại đây, ngành công nghiệp giải trí cả nước phát triển nhanh chóng, Mã Lương Điền cũng có tầm ảnh hưởng và tiếng nói rất lớn ở Đại Lục, bất kể là trong lĩnh vực điện ảnh, âm nhạc hay các lĩnh vực khác. Vừa nói chuyện với Tôn Kiến Dân xong, Tôn Lương Điền liền gọi điện tới. Alo, tiểu sư huynh, tôi là Mã Lương Điền, Mã Mập đây, chúng ta từng gặp nhau rồi. Tần Lâm mỉm cười, tôi có nhớ. Ha ha ha, tốt quá, tiểu sư huynh, tôi đang trên máy bay riêng, sắp cất cánh rồi, tối nay huynh đệ chúng ta sẽ không say không về. Trên máy bay của tôi có 2 cô tiếp viên chân dài, trắng trẻo xinh đẹp, sư huynh có muốn. Dừng, Tần Lâm nhanh chóng bảo ông ấy dừng lại, không biết tên mập này đã làm hại biết bao nhiêu cô gái nhà lành trong giới giải trí rồi, trong đầu toàn là những thứ này. Đúng lúc tôi có chuyện muốn nhờ sư đệ giúp, tiểu sư huynh cứ nói. Dù phải xông vào chảo lửa cũng quyết không do dự. Trong số các sư đệ sư muội, thì Mã Lương Điền coi như là nghèo nhất rồi, hơn nữa cũng hơi không nghiêm chỉnh, có lẽ là vì thân phận của ông ta, thường xuyên lăn lộn trong giới giải trí nên ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, nhưng mà ông ấy lại có chút tấu hài tính hài hước. Hai người trao đổi một hồi, sau đó Mã Lương Điền liền lập tức dặn dò cấp dưới, ông ta chắc chắn cố gắng hết sức xử lý việc Tần Lâm giao cho. Sau đó, Tần Lâm gọi cho Tô Văn Kỳ. Buổi hòa nhạc tối nay chuẩn bị đến đâu rồi? Giọng nói vui tươi của Tô Văn Kỳ vang lên từ đầu bên kia, chỉ có vài người thôi mà, cần gì chuẩn bị, cứ thể lên hát là được. Tần Lâm mỉm cười, vậy sao được, bạn bè của tôi là fan của cô, đừng có để toang đấy nhé. Tô Văn Kỳ cười khổ, anh yên tâm đi, tôi là ca sĩ chuyên nghiệp mà. Buổi hòa nhạc hàng chục nghìn người cũng chả khác gì buổi hòa nhạc mấy người cả, được rồi, chút nữa tôi chuẩn bị một lát rồi đi trước đây. Các anh cũng đến sớm vào nhé. Hai người nói chuyện một lúc rồi cúp điện thoại. Sau đó, Tần Lâm đích thân lái xe thương vụ cỡ lớn của Tô Văn Kỳ đi đón cô ấy. Tô Văn Kỳ vừa lên xe đã kéo rèm cửa theo thói quen, trong xe chỉ có 3 người là cô, chị Điền và Tần Lâm. Văn Kỳ à, chút nữa biểu diễn cho tốt đấy nhé. Trước mặt chị Điền, Tô Văn Kỳ vẫn duy trì dáng vẻ lạnh lùng. Em biết rồi, tổng cộng chỉ có mấy người, cần gì phải biểu diễn cẩn thận. Thả lỏng một chút có khi còn có thể hát hay hơn. Khi xe chạy đến lưng chừng núi, chị Điền đột nhiên xuống xe. Văn Kỳ, tôi đi làm việc trước đây, thợ trang điểm và stylist đang đợi cô ở trên đỉnh núi. Sau khi chị Điền đi, Tô Văn Kỳ nhíu mày lại. Chị Điền lại nổi cơn gì vậy, chỉ là mấy người bạn thôi mà, cần gì thợ trang điểm với stylist chứ? Tần Lâm mỉm cười, cô mở rèm cửa ra xem. Tô Văn Kỳ nhíu mày, cẩn thận mở một góc rèm cửa ra. Đột nhiên nhìn thấy một biển người đông đúc ở bên ngoài. Hàng nghìn người hâm mộ đang xếp hàng soát vé, còn có nhân viên an ninh và nhân viên công tác, cả đỉnh núi đã được rào lại, quanh lưng chừng núi chật kín chỗ ngồi, trên đỉnh núi dựng một sân khấu đơn giản với dàn ánh sáng, âm thanh và máy quay, như thể một buổi hòa nhạc hoàn chỉnh. Tô Văn Kỳ trợn to mắt, vẻ mặt kinh ngạc. Sao anh làm được vậy? Tần Lâm mỉm cười, có một ông chủ bán nước khoáng đến tài trợ tổ chức buổi hòa nhạc trên núi. Những người hâm mộ mua vé lúc trước cũng không uổng công vô ích, có thể đến đây xem. Tô Văn Kỳ vô cùng bất ngờ, vốn tưởng lần này không thể tổ chức buổi hòa nhạc ở Đông Hải, thậm chí còn viết cả bài xin lỗi người hâm mộ trên Facebook rồi,
không ngờ cuối cùng lại mở một buổi hòa nhạc trên đỉnh núi. Tô Văn Kỳ lo lắng nhất là làm người hâm mộ thất vọng. Lần này thì tốt rồi, tất cả đều hoàn hảo. Tần Lâm, anh đỉnh quá. Nói xong, Tô Văn Kỳ ôm chầm lấy Tần Lâm, sau đó hôn anh từ phía sau. Đôi môi mát lạnh in lên mặt Tần Lâm, hương thơm phả vào mặt khiến tim anh rung động. Tô Văn Kỳ vừa chạm đã tránh ra, khuôn mặt cũng đỏ bừng lên, nhanh chóng lùi lại phía sau, ngồi xuống ghế giả vờ như không có gì xảy ra. Lên đến đỉnh núi có rất nhiều lều được dựng lên, là phòng trang điểm và thay đồ đơn giản. Vì buổi hòa nhạc trên núi lần này tương đối đặc biệt nên không có vũ công và hát bè, mà chỉ có một mình Tô Văn Kỳ hát hoặc chơi đàn guitar. Sau khi Tô Văn Kỳ đi vào phòng trang điểm, Tần Lâm đứng ở cửa đợi cô ấy, tiện thể đợi đám người Diệp Văn Nhi đến. Anh đã đồng ý cho mấy người Diệp Văn Nhi đi cửa sau vào hậu trường để xin chữ ký và chụp ảnh cùng Tô Văn Kỳ. Cùng lúc đó, một chiếc xe sang trọng đang đi lên núi, trong đó có một nam một nữ. Người phụ nữ ăn mặc rất gợi cảm, khuôn mặt đầy phấn khích. Anh Hồ, buổi hòa nhạc lần này thật sự do anh Tài cho à? Còn cần phải nói à, anh Tài giỏi không? Đôi mắt người phụ nữ đột nhiên lóe sáng, anh Hồ giỏi quá. Hai người này cũng coi như là người quen của Tần Lâm. Người phụ nữ này là streamer từng PK với Vương Đông Tuyết và Diệp Văn Nhi Tiểu Hồ Nương. Còn người đàn ông này chính là anh Hồ đại gia bao nuôi Tiểu Hồ Nương. Anh Hồ này là người của công ty nước khoáng, để được tài trợ buổi hòa nhạc của Tô Văn Kỳ lần này, anh ta đã phải nhờ cậy không ít quan hệ. Suy cho cùng, có thể tài trợ cho buổi hòa nhạc của Tô Văn Kỳ thực ra cũng là một phương thức quảng bá rất tốt, rất nhiều doanh nghiệp cũng tranh giành nhau đầu tư. Tiểu Hồ Nương cũng vô cùng khấn khích, anh Hồ là nhà tài trợ, làm quen với Tô Văn Kỳ chắc hẳn không thành vấn đề, cô ta chỉ là người nổi tiếng trên mạng hạng ba, nếu có cơ hội kết bạn với một nhân vật tên tuổi như vậy. Chắc chắn sẽ có ích cho con đường phát triển sau này của cô ta. Tiểu Hồ Nương lấy điện thoại và gậy tự sướng ra, đến nơi xuống xe xong cô ta sẽ live stream luôn. Xin chào mọi người, tôi là Tiểu Hồ Nương đây, hôm nay tôi live stream bên ngoài là vì hôm nay tôi đến buổi hòa nhạc của Tô Văn Kỳ. Bạn của tôi trùng hợp lại là nhà tài trợ ở đây, nên tôi đi thẳng vào đây, chút nữa tôi sẽ vào hậu trường tiếp xúc gần với Tô Văn Kỳ, mọi người đợi nhé. Nói xong. Tiểu Hồ Nương cầm điện thoại, đi thẳng đến phòng trang điểm sau hậu trường. Thấy Tần Lâm đứng trước cửa, Tiểu Hồ Nương cong môi, lạnh lùng hừ một tiếng. Bảo vệ kia, mau tránh ra. Tần Lâm nhíu mày, cô tìm ai? Tiểu Hồ Nương sững sờ giây lát, tôi tìm ai? Anh không biết tôi là ai à? Tôi đến tìm chị Tô, không liên quan gì đến anh, chó ngoan không cản đường, mau tránh ra. Tần Lâm chau mày. Tuy anh không phải bảo vệ nhưng dù sao ở bên trong cũng là Tô Văn Kỳ, chắc chắn không thể để người khác tùy tiện đi vào. Nếu là người hâm mộ có thái độ tốt hơn, Tần Lâm có lẽ vẫn có thể để cô ta vào. Nhưng Tần Lâm biết rất rõ cái cô Tiểu Hồ Nương này có đức hạnh gì, lúc trước khi live stream, người phụ nữ này bày ra rất nhiều thủ đoạn vô liêm sỉ. Vì vậy Tần Lâm không có chút ấn tượng tốt đẹp nào với cô ta, và lại cô ta còn nói chuyện ngang ngược như vậy, Tần Lâm sao có thể chiều theo ý cô ta được. Không được vào, Tiểu Hồ Nương lập tức trợn to mắt, một thằng bảo vệ quèn như anh mà cũng dám cản tôi à. Anh có tin tôi quay anh không? Dứt lời, Tiểu Hồ Nương trực tiếp hướng máy quay về phía Tần Lâm rồi nói vào phòng live stream. Mọi người xem, tên bảo vệ quèn này lại dám cản đường không cho mình vào. Khi Tiểu Hồ Nương giơ điện thoại lên trước mặt cô Nương đã nổ tung, bình thường bọn họ vào xem Tiểu Hồ Nương phần lớn là vì ham muốn sắc đẹp của cô ta mà thôi, cuối cùng không ngờ. Người phụ nữ này lại là một kẻ lừa đảo, trang điểm đậm vô cùng còn người thật lại xấu xí như vậy. Đây mới chỉ là lau bằng khăn ướt thôi đó, mọi người đều biết còn có các sản phẩm trang điểm chống nước nữa, nếu mà lau sạch bằng bông tẩy trang thì chẳng phải sẽ xấu xí hơn nhiều à. Tiểu Hồ Nương hoảng hốt, nhanh chóng tắt live stream, quay lại chửi bới Tần Lâm. Anh bị thần kinh à? Anh, cô ta đang định chửi tiếp thì nhìn thấy anh Hồ đang đi đến. Tiểu Hồ Nương vội vàng cúi đầu chui vào nhà vệ sinh tạm thời, nếu anh Hồ nhìn thấy dáng vẻ này của cô ta thì tiêu đời. Một lúc lâu sau, Tiểu Hồ Nương mới trang điểm xong bước ra ngoài, cô ta khoác lấy cánh tay của anh Hồ, nũng nịu nói. Anh Hồ, anh nói đây là buổi hòa nhạc anh tài trợ mà, anh đưa em vào hậu trường làm quen Tô Văn Kỳ được không? Anh Hồ cười, tất nhiên là được rồi. Nói xong, hai người liền đi đến hậu trường, thấy Tần Lâm. Tiểu Hồ Nương lạnh lùng hừ một tiếng, tên bảo vệ quèn này còn dám cản tôi à? Đây chính là tổng giám đốc Hồ nhà tài trợ của buổi hòa nhạc này.
còn không mau tránh ra. Tần Lâm cười khinh bỉ, nhà tài trợ thì làm sao, đây là hậu trường, người không phận sự miễn vào. Tổng giám đốc Hồ nhíu mày, người không phận sự, tôi mà là người không phận sự à? Mở to mắt chó của cậu ra mà nhìn, cả cái buổi hòa nhạc này là do tôi tài trợ, mà cậu dám không cho tôi vào. Cùng lúc này, Diệp Văn Nhi và Trần Thục dẫn theo mấy người bạn cũng đã đến chân núi, một cô bạn mặc váy dài màu vàng nhạt hỏi. Tiểu Thục, Văn Nhi, bạn của các cậu có thể đưa chúng mình vào hậu trường xin chữ ký của Tô Văn Kỳ thật à? Tất nhiên rồi, anh Tiểu Lâm quen Tô Văn Kỳ, cô ấy đã đồng ý cho chúng mình vào hậu trường rồi. Hoàng San San bĩu môi, cảm thấy hơi không đáng tin, Diệp Văn Nhi và Trần Thục đều không phải là nhân vật lợi hại gì. Vật họp theo loài, người như bọn họ có lẽ cũng không có người bạn tử tế nào, vì vậy Hoàng San San cũng không mang quá nhiều kỳ vọng. Hoàng San San là bạn của Diệp Nhi và Trần Thục, rất lâu rồi không liên lạc với nhau, lần này nghe nói bọn cô có vé vào buổi hòa nhạc của Tô Văn Kỳ, nên mới đi theo. Tôi nói nè, các cậu có cách lấy được vé thật à, cậu xem người khác đang xếp hàng soát vé kìa, chúng ta còn không có cả vé giấy, chút nữa đừng bị người ta đuổi ra ngoài đấy nhé. Hoàng San San ôm tay, tỏ vẻ chán ghét. Trần Thục nhíu mày, nếu cậu không tin thì có thể tu di mua vé. Diệp Văn Nhi nói, yên tâm đi, anh Tiểu Lâm sẽ kiếm vé cho chúng ta. Hoàng San San bĩu môi, cô ta muốn xem thử anh Tiểu Lâm mà bọn cô hay nhắc đến rốt cuộc là ai. Ba người đến đỉnh núi, đi đến cửa phòng trang điểm sau hậu trường thì nhìn thấy Tần Lâm. Anh Tiểu Lâm, Diệp Văn Nhi hét lên, ba người cùng đi đến. Thấy Tần Lâm khá đẹp trai, Hoàng San San hơi gật đầu. Cũng khá đẹp trai đấy nhưng mà trong thời buổi hiện nay khuôn mặt của đàn ông chẳng được mấy đồng. Lúc này, Tổng Giám Đốc Hồ đang cãi nhau với Tần Lâm. Một bảo vệ quen như cậu mà cũng dám cản tôi. Cậu có tin tôi gọi điện một cái là có thể khiến cậu bị đuổi việc không? Hoàng San San nhíu mày, Diệp Văn Nhi, anh Tiểu Lâm mà các cậu nói chính là anh ta à? Tôi còn tưởng là nhân vật lớn nào, hóa ra chỉ là một bảo vệ. Hoàng San San thật sự rất thất vọng. Cô ta còn tưởng đi vào cửa sau xin chữ ký và chụp ảnh với Tô Văn Kỳ cơ, cuối cùng đi đến đây lại gặp một tên bảo vệ quen. Đừng nói vào hậu trường, ngay cả vé chắc cũng chẳng lấy được. Tần Lâm dửng dưng đứng đó, mặc kệ Tổng Giám Đốc Hồ nói thế nào cũng không để anh ta đi vào. Con mẹ nó, thằng nhóc này mày muốn chết à? Tổng Giám Đốc Hồ tức giận, đây là buổi hòa nhạc do anh ta tài trợ, muốn vào gặp Tô Văn Kỳ mà cũng không được à? Tổng Giám Đốc Hồ nhặt một viên gạch đập thẳng vào đầu Tần Lâm. Tần Lâm sao có thể mặc kệ loại tạp nham này chứ? Anh đưa chân lên đá một cú, khiến thân hình mập mạp của Tổng Giám Đốc Hồ bay ra ngoài. Tiểu Hồ Nương đứng bên cạnh tái mét mặt mũi. Anh điên à, dám ra tay với Tổng Giám Đốc Hồ. Anh muốn chết à, ở bên này, anh vừa ra tay đã thu hút được rất nhiều người xung quanh, mấy người bảo vệ cũng đi đến để duy trì an ninh trật tự. Xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu Hồ Nương vội vã đỡ anh Hồ dậy, chỉ vào Tần Lâm nói. Anh ta dám đánh Tổng Giám Đốc Hồ. Các anh mau chóng bắt anh ta lại cho tôi. Hoàng San San đứng ở bên cạnh nhìn, lúng túng bất lực nói. Vãn Nhi, Tiểu Thục, đây chính là bạn của các cậu à, sao ngu dốt quá vậy, chỉ là một bảo vệ quen mà lại dám đắc tội với Tổng Giám Đốc, đúng là buồn cười. Hoàng San San vô cùng thất vọng với chuyến đi ngày hôm nay, còn tưởng bọn họ có thể làm quen với nhân vật lớn. Cuối cùng lại là một tên bảo vệ quèn ngu dốt, đúng là cạn lời. Đúng lúc này, giọng nói của một người phụ nữ đột nhiên vang lên từ phía sau. Tránh ra hết đi, lời nói vừa dứt, tất cả mọi người đều quay sang nhìn, rồi lập tức ngạc nhiên thốt lên. Điền Anh, là Điền Anh, không ngờ Điền Anh lại đến đây. Chị Anh là khách mời đến xem buổi hòa nhạc của Tô Văn Kỳ à? Anh ngốc à, chị Anh là đối thủ của chị Tô, giờ đến gây rắc rồi thì có. Điền Anh và Tô Văn Kỳ đấu nhau như nước với lửa, cho dù là ngoài mặt hay ở sau lưng, bọn họ cũng không hề che giấu. Thêm sự việc tranh giành địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc lần này, khiến mọi chuyện trở nên sôi sùng sục, hiện giờ tất cả mọi người đều biết rồi. Lần này Điền Anh xuất hiện TH buổi hòa nhạc của Tô Văn Kỳ với dáng vẻ hung hăng, rõ ràng là không đến với ý tốt. Tô Văn Kỳ đâu, bảo cô ta lăn ra đây. Lần này Điền Anh thật sự rất tức giận, bữa ăn lần trước đã kết thúc trong không vui. Vốn dĩ cũng không có sau đó, nhưng không ngờ buổi hòa nhạc của Điền Anh lại bị hủy. Nói là do lãnh đạo thành phố Đông Hải đích thân ra lệnh, hủy bỏ buổi hòa nhạc của Điền Anh và từ chối cho bọn họ thuê các sân vận động khác. Hủy bỏ buổi hòa nhạc trước một ngày đã khiến đoàn đội của Điền Anh tổn thất vô cùng lớn.
mà cô ta tất nhiên đem những chuyện này tính toán lên người Tô Văn Kỳ, chắc chắn là con điếm này nhờ vả quan hệ, nếu không sao mọi chuyện đã bàn bạc xong xuôi rồi lại đột nhiên thay đổi quyết định. Lần này Điền Anh đến đây là để khởi binh vấn tội. Nhìn thấy Tần Lâm, Điền Anh lập tức chau mày. Là cậu, lần trước tên nhóc thối tha này đã đổ một chai rượu trắng vào mồm cô ta, chuyện này cô ta không bao giờ có thể quên được, hôm nay đúng lúc muốn tính hết cả nợ cũ lẫn nợ mới luôn. Cút vào gọi Tô Văn Kỳ ra đây. Khuôn mặt của tất cả mọi người bỗng chốc trở nên rất phấn khích. Kịch hay sắp lên sàn rồi. Điền Anh và Tô Văn Kỳ đều là những người có tính cách nóng nảy của giới giải trí. Hôm nay bọn họ gặp nhau chắc chắn sẽ có chuyện để xem, mùi thuốc nổ đang nồng nặc kia. Không ít người lẳng lặng lấy điện thoại ra bắt đầu quay, đây chắc chắn sẽ là tin hot. Tần Lâm đang định cất lời, một giọng nói lạnh lùng truyền đến từ sau lưng anh. Đến đây xem buổi hòa nhạc của tôi à, đã mua vé chưa? Tô Văn Kỳ đã thay quần áo và trang điểm xong, đeo kính râm bước ra khỏi hậu trường. Cô ấy vừa xuất hiện, xung quanh lập tức vang lên những tiếng la hét. Đây dù sao cũng là sân khấu của Tô Văn Kỳ, xung quanh đều là người hâm mộ của cô ấy. Điền Anh lạnh lùng hừ một tiếng, Tô Văn Kỳ, ngoài sáng không đấu được tôi nên âm thầm dỡ thủ đoạn để tiện à. Cô không biết nhục à. Tô Văn Kỳ vẫn lạnh lùng, không cảm xúc nói. Tôi không hiểu chị đang nói gì hừ, không hiểu à. Vậy để tôi làm cô tỉnh táo lại rồi nghe Điền Anh tất nhiên là nói đến buổi hòa nhạc, Tô Văn Kỳ này lại rượu mời không muốn cứ muốn uống rượu phạt. Dứt lời, Điền Anh liền bước nhanh đến, giơ tay lên định tát Tô Văn Kỳ. Tất cả mọi người đều há mồm trợn mắt sững sờ. Tin hot sắp đến rồi. Không ngỡ Điền Anh lại ra tay với Tô Văn Kỳ, hai thiên hậu sắp đánh nhau rồi. Điền Anh khỏe mạnh hơn Tô Văn Kỳ, nếu các vệ sĩ không can thiệp thì Tô Văn Kỳ chắc chắn phải chịu thiệt thòi. Thế nhưng, không ai dám cản phát tát này của Điền Anh, cô ta vốn dĩ chính là chị đại của giới giải trí, thường ngày rất ngang ngược hống hách, rất ít người dám chọc vào cô ta. Nhưng người khác không dám. Không có nghĩa là Tần Lâm không dám. Khi Điền Anh vung tay lên, Tần Lâm lập tức bắt lấy cổ tay cô ta. Sắc mặt Điền Anh thay đổi, lúc trước chính Tần Lâm đã ra tay với cô ta, không ngờ lần này anh vẫn dám ra tay. Cậu làm gì vậy, cậu có tin tôi? Không đợi Điền Anh nói xong, Tần Lâm đã cho cô ta một cái bạt tai. Bài cái bạt tai này kêu rất vang. Cái tát vang dội này khiến cả ngọn núi Thanh Mai đều im lặng, âm thanh vang dội vừa rồi dường như đang vang vọng khắp núi rừng. Điền Anh và những người khác đều sững sờ. Không ai ngờ, người thanh niên có vẻ thấp kém này lại dám ra tay. Còn là đánh Điền Anh. Mấy giây sau, những vệ sĩ đứng sau Điền Anh mới phản ứng lại, liền xông lên, vệ sĩ của Tô Văn Kỳ đương nhiên cũng không tỏ ra yếu thế. Hai bên lập tức rơi vào thế giằng co, không ai chịu thua kém. Dừng tay, Điền Anh bỗng nhiên lên tiếng, tất cả mọi người đều yên lặng, vệ sĩ hai bên tách ra, đợi chị đại lên tiếng. Điền Anh ôm bên mặt sưng vù của mình, nghiến răng nghiến lợi nhìn Tô Văn Kỳ và Tần Lâm nói. Họ Tô kia, tên nhóc này là người của cô đúng không? Cậu ta ra tay chính là ý của cô. Ý của Điền Anh rất đơn giản, nếu không phải là ý của Tô Văn Kỳ thì bọn họ sẽ xử lý tên bảo vệ này đến chết là được. Nếu là ý của Tô Văn Kỳ, vậy thì hai bên sẽ hoàn toàn hết thù rồi. Cho dù là vệ sĩ bình thường Tô Văn Kỳ cũng không từ bỏ, chứ đừng nói là Tần Lâm. Không sai. Hành vi của anh ấy chính là ý của tôi. Điền Anh nghiến răng, được, tốt lắm. Tô Văn Kỳ, tôi chính thức thông báo cho cô biết, sau này trong giới âm nhạc, có tôi sẽ không có cô sẽ không có tôi. Lời nói của Điền Anh vang vọng khắp nơi, tất cả mọi người đều nghe rõ ràng. Không ngờ sự việc lại thành ra như này, hai đại thiên hậu lại đấu nhau đến sứt đầu mẻ trán, đúng là quá khốc liệt. Điền Anh lấy điện thoại, nghiến răng nghiến lợi bấm một dãy số. Chủ tịch Trình, tôi muốn phong sát Tô Văn Kỳ trên cả nước. Tôi đồng ý với điều kiện của anh. Sau khi nói một câu đơn giản như vậy, Điền Anh liền cúp máy. Ngay sau đó, một người đàn ông mặc vest dẫn theo mấy vệ sĩ đi lên đỉnh núi, nhìn thấy Điền Anh, người đó liền mỉm cười. Điền Anh, em nói nghiêm túc không? Nhìn thấy người này, đồng tử của tất cả mọi người đều co lại, đây chính là Trình Long. Trình Long là ông trùm giới giải trí, là một đạo diễn nổi tiếng. Giành được vô số giải thưởng, đã lăng xê rất nhiều minh tinh điện ảnh, có địa vị rất cao trong giới giải trí. Không ngờ, Điền Anh lại có quan hệ với Trình Long. Điền Anh nổi tiếng từ khá sớm, khi còn trẻ đã là nữ thần của mọi người, lúc đó giới giải trí còn chưa phức tạp như bây giờ, vì vậy Điền Anh cũng tương đối trong sáng,
sau đó có rất nhiều ông lớn muốn chấm mút cô ta, nhưng lúc đó bản thân Điền Anh đã rất lợi hại rồi, cũng không có ai có khả năng giở quy tắc ngầm với Điền Anh. Trình Long này khi còn trẻ đã tư tưởng Điền Anh, tuy rằng hiện giờ nhan sắc của Điền Anh không bằng những người đẹp trẻ tuổi, nhưng Trình Long vẫn muốn qua đêm với Điền Anh để hoàn thành giấc mơ thời trẻ. Mấy lần nhắc đến đều bị Điền Anh từ chối thẳng thừng, lần này để đuổi cổ Tô Văn Kỳ, Điền Anh thật sự đã dùng mọi thủ đoạn. Đúng vậy, tôi nói lời sẽ giữ lời, tôi muốn phong sát Tô Văn Kỳ. Được, với địa vị của Trình Long quả thực có thể phong sát Tô Văn Kỳ, tuy hơi tốn sức nhưng cũng không rắc rối lắm. Sắc mặt của đoàn đội Tô Văn Kỳ bỗng chốc tái mét, ngay cả Tô Văn Kỳ cũng không ngờ, Điền Anh lại không từ thủ đoạn đối phó với cô như vậy. Trình Long lấy điện thoại ra, đang định gọi điện thông báo cho các công ty giải trí phong sát Tô Văn Kỳ. Đột nhiên, từ xa truyền đến tiếng động cơ máy bay, hơn nữa càng lúc càng gần. Một chiếc máy bay tư nhân hạ cánh ở chân núi. Sau đó, một dáng người mập mạp chạy chậm lên núi, sau lưng là mấy vệ sĩ cao to, nhìn là biết thân phận không đơn giản. Sắc mặt Trình Long khẽ biến, chủ tịch Mã. Mã Lương Điền rất khác biệt trong giới giải trí, thân mình mập mạp nhưng rất linh hoạt, trước đây từng làm khách mời trong các bộ phim võ công, được mọi người gọi là Kung Fu Panda. Vì vậy, từ ra cũng có thể nhận ra chủ tịch Mã. Trình Long thấy chủ tịch Mã đến thì vội càng chạy đến tiếp đón, đi đến trước mặt, lễ phép đỡ Mã Lương Điền. Sao chủ tịch Mã cũng đến đây? Mã Lương Điền thấy Trình Long cũng sững sờ giây lát. Tôi đến đây gặp bạn, anh đến đây làm gì? Trình Long ngượng ngùng cười cười, ở đây xảy ra chút chuyện, lên trên rồi nói. Khi lên đến nơi, Mã Lương Điền vừa xuất hiện đã khiến mọi người yên tĩnh mấy phút. Mọi người đều biết, Mã Lương Điền là ông trùm thực sự của giới giải trí, cho dù là đạo diễn nổi tiếng như Trình Long cũng không dám kiêu ngạo trước mặt ông. Thân hình mập mạp của Mã Lương Điền chạy đến như một quả bóng, xông vào đám người liền nhìn thấy Tần Lâm. Tuy đã mấy năm không gặp, nhưng ông ấy không thể quên được phong thái của tiểu sư huynh. Tiểu, cậu Tần, Mã Lương Điền chạy nhanh đến trước mặt Tần Lâm, vội vàng bắt lấy tay anh. Cái bắt tay này khiến mọi người xung quanh đều sững sờ. Đây là chuyện gì vậy? Ở đây có nhiều nhân vật lớn như vậy, Điền Anh, Tô Văn Kỳ này, dù bắt tay ai trước cũng không đến lượt Tần Lâm chứ. Sau khi hai người chào hỏi nhau, Mã Lương Điền cảm thấy bầu không khí ở đây có chút kỳ lạ, liền hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Trình Long không dám che giấu, liền giải thích lại toàn bộ mọi chuyện. Sắc mặt Mã Lương Điền lập tức thay đổi. Phong sát Tô Văn Kỳ. Tôi con mẹ nó muốn phong sát anh. Trình Long giật mình, vội vàng cười đùa, chủ tịch Mã đừng đùa, tôi cũng chưa đồng ý. Mã Lương Điền lạnh lùng hừ một tiếng, coi như anh biết điều, nếu anh dám đồng ý, thì sẽ cách cái chết không xa đâu. Dám phong sát Tô Văn Kỳ, định đùa nhau à? Buổi hòa nhạc này là tiểu sư huynh nhờ ông ấy tổ chức, việc tiểu sư huynh đích thân mở lời nhờ và sao có thể đơn giản như vậy chứ? Tô Văn Kỳ chắc chắn có quan hệ thân mật với tiểu sư huynh, nếu không sư huynh chắc chắn sẽ không đích thân mở lời. Nhìn toàn bộ giới giải trí này, người vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi lại gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn chắc chỉ có Tô Văn Kỳ, những người phụ nữ bình thường thật sự không xứng với tiểu sư huynh. Mã Lương Điền quay đầu, lạnh lùng nhìn đám người Điền Anh. Trước mặt Tần Lâm, ông ấy là một người mập mạp hay cười, nhưng trước mặt người khác, Mã Lương Điền chính là một ông trùm có thể quyết định sống chết của bọn họ. Sắc mặt Điền Anh hơi khó coi, vốn tưởng tìm đến Trình Long là nắm chắc phần thắng, ai ngờ cả Mã Lương Điền cũng xuất hiện. Từ khi nào Tô Văn Kỳ lại có mối quan hệ rộng lớn như vậy? Mặt Mã Lương Điền tối sầm lại, đi đến trước mặt Điền Anh, giơ tay lên tát. Một tiếng, bốp, vang lên. Bàn tay to lớn của Mã Lương Điền đánh lên nửa bên mặt còn lại của Điền Anh, khiến nó bỗng chốc sưng lên, cộng thêm với cái tát vừa nãy của Tần Lâm, vừa khéo đối xứng. Con mẹ nó cô muốn chết à, Mã Lương Điền chửi một câu, sau đó khạc một ngụm nước bọt phun lên người Điền Anh, cô ta không dám nhúc nhích. Nếu là người khác, cho dù là Trình Long, cô ta cũng không nhịn nhục. Nhưng đây là Mã Lương Điền, cô ta không dám. Sau khi đánh một cái bạt tai, Mã Lương Điền lạnh lùng nói. Nếu còn muốn lăn lộn trong giới giải trí thì hãy khiêm tốn một chút, mau đi xin lỗi đi. Điền Anh nghiến răng nghiến lợi, cô ta biết Mã Lương Điền không phải nói suông, nếu trong giới giải trí có một người có thể khiến cô ngã xuống chỉ với một câu, thì người đó chính là Mã Lương Điền. Nếu Điền Anh thật sự không thể nuốt trôi cơn giận này, thì chỉ có thể rút khỏi giới giải trí và làm một người bình thường. Nhưng, cô ta đã quen với cuộc sống danh lợi nhiều năm như vậy rồi,
sao có thể dễ dàng từ bỏ cuộc sống trước mắt. Điền Anh nghiến răng nghiến lợi, đi đến trước mặt Tô Văn Kỳ, cúi đầu. Xin lỗi, Tô Văn Kỳ giơ tay cho Điền Anh thêm một cái bạt tai. Cái bạt tai này là để giải tỏa cơn tức giận, tay cô đã hơi tê dần nhưng mặt vẫn lạnh lùng như vậy. Được rồi, cút đi, chỉ trong tối nay Điền Anh đã bị người ta tát ba phát, đây quả là một sự sỉ nhục to lớn đối với cô ta. Nhưng Điền Anh không thể phản kháng, nhận cái bạt tai này của Tô Văn Kỳ cũng có nghĩa là cuộc chiết trị đại đã kết thúc. Cô ta đã thua rồi, thua hoàn toàn, từ này về sau cô ta và Tô Văn Kỳ không cùng đẳng cấp nữa. Nhiều người nhìn thấy như vậy, sáng mai tin tức nóng hổi này sẽ xuất hiện trên khắp các mặt báo. Tổng Giám đốc Hồ và Tiểu Hồ Nương cũng đang ngơ ngác đứng bên cạnh, không ngờ hôm nay đến đây xem nhạc hội lại được chiêm ngưỡng một màn kịch hay như vậy. Tổng Giám đốc Hồ nhanh chóng tiến lên, đưa danh thiếp cho Mã Lương Điền. Chủ tịch Mã, tôi là ông chủ của công ty nước khoáng Duyệt Động, tôi họ Hồ, đây là danh thiếp của tôi. Mã Lương Điền khẽ liếc nhìn ông ta, trực tiếp bỏ qua, nói với Tần Lâm. Cậu Tần, chúng ta vào hậu trường nói chuyện đi. Nói xong, mấy người liền đi vào. Trước khi đi, Tần Lâm đã gọi Diệp Văn Nhi và Trần Thục. Hoàng San San sững sờ một lúc, bây giờ cô ta cũng biết rồi, Tần Lâm đâu phải là một bảo vệ, anh là một lão đại. Còn em nữa, em là bạn của Tiểu Thục và Văn Nhi, em cũng muốn vào. Tần Lâm lạnh lùng liếc nhìn cô ta, cô thì thôi đi, mồm thổi quá, cút sang chỗ khác chơi. Vừa nãy Hoàng San San ở bên cạnh luôn mồm chế nhạo châm chọc, Tần Lâm mặc kệ cô ta không có nghĩa là anh không nghe thấy. Sau khi vào phòng thay đồ, Tô Văn Kỳ cũng không biết làm gì. Chủ tịch Mã, ông rất ngạc nhiên khi ông có thể đến đây. Mã Lương Điền mỉm cười, danh tiếng của cô Tô cũng rất vang dội ở Tân Cảng, có cơ hội nhất định phải đến Tân Cảng chúng tôi phát triển, tổ chức vài buổi hòa nhạc, tôi sẽ sắp xếp tất cả cho cô. À, đang có mấy chương trình thực tế, cô có hứng thú không, tiền cát xê không là vấn đề. Mã Lương Điền giới thiệu chắc chắn không phải là các chương trình bình thường. Chắc chắn là các chương trình hàng đầu, hot nhất trong thời gian tới. Tô Văn Kỳ thấy rất ngạc nhiên khi mình được ưu ái như vậy, tất nhiên là cô sẵn sàng đồng ý. Liếc nhìn Tần Lâm, trong lòng cô hơi khó hiểu, Tần Lâm cũng thần bí quá đi, quen biết nhiều nhân vật tai to mặt lớn như Tôn Kiến Dân, Mạnh Văn Cương, lại còn cả Mã Lương Điền nữa chứ. Phải biết là ban đầu anh chàng này còn không biết Tô Văn Kỳ cô là ai, vậy mà lại quen với Mã Lương Điền. Đúng là khiến người ta ngạc nhiên. Diệp Văn Nhi và Trần Thục nhân cơ hội này đến xin chữ ký, chụp ảnh chung với Tô Văn Kỳ, cuối cùng cũng thỏa mãn rồi. Sắp đến giờ, Tô Văn Kỳ phải lên sân khấu rồi. Bước lên sân khấu rộng rãi trên đỉnh núi Thanh Mai, ánh đèn bật lên, bỗng chốc, vô số tiếng reo hò vang lên từ bên dưới sân khấu. Tất cả người hâm mộ đều cầm gậy sáng trên tay, dưới sự tác động của hàng chục nghìn người hâm mộ, núi Thanh Mai bỗng chốc biến thành một biển hoa lộng lẫy. Tô Văn Kỳ ôm guitar, ngồi lên ghế, nhìn fan hâm mộ ở bên dưới sân khấu, nhẹ nhàng gảy dây. Tiếng đàn du dương vang vọng khắp núi, nghe rất êm tại. Tô Văn Kỳ cầm micro, chưa cất tiếng hát, mà mở miệng nói, tôi, dường như đã yêu mất rồi. Điền mời nhân viên ăn bữa cơm, coi như là buổi tiệc chúc mừng, sau thì ai về nhà người nấy. Mã Lương Điền ở lại tỉnh Hán Đông một thời gian, nghĩ cách tiếp xúc nhiều hơn với Tần Lâm. Ngày thứ hai, Tần Lâm và Diệp Văn Nhi đến y quán, vừa mở cửa để tiếp bệnh nhân, chuông điện thoại đã vang lên. Là nhà từ thiện Vương Nhất Thủy, và cũng là bố của Vương Tử. Alo, Tần thần y phải không? Tôi có một người bạn bị bệnh nặng, cậu có thể đến khám được không? Tần Lâm nói, có thể, cho tôi địa chỉ đi. Rất nhiều bệnh nhân không đi lại được, vậy nên việc đi ra ngoài khám bệnh là chuyện thường xuyên, huống hồ đây là còn bệnh nhân được người bệnh cũ giới thiệu, Tần Lâm đương nhiên sẽ đồng ý. Theo địa chỉ Vương Nhất Thủy đưa, Tần Lâm đến một khu biệt thự ở phía Nam Tân Thành, đây là khu của người giàu, hình như thương nhân giàu có của Nam Thành đều sống ở đây. Cho dù chất lượng của biệt thự hay là điều kiện vật chất thì đều vô cùng tốt, vậy nên người sống ở đây không giàu thì cũng sang. Tần Lâm đến cổng biệt thự số 2, ấn chuông, một lúc lâu sau mới có một người đàn ông trẻ tuổi đi ra, nhíu mày, mặt tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Anh là ai? Anh thanh niên nói năng rất khó chịu. Nồng nặc mùi thuốc súng. Người nhà bệnh nhân loại nào cũng có, Tần Lâm cũng chẳng quan tâm. Tôi là bác sĩ Vương Nhất Thủy giới thiệu, đến để khám bệnh. Anh thanh niên nhìn Tần Lâm, đánh giá một hồi, sau đó tỏ vẻ khinh bỉ. Cậu á, không cần, cậu về đi. Nói xong, anh thanh niên liền quay người rời đi.
Tần Lâm nhíu mày, anh đến đây là vì nể mặt Vương Nhất Thủy, đối phương lại không biết điều như thế này, anh cũng lười để ý, liền quay về luôn. Anh thanh niên đi vào nhà, bố anh ta hỏi, Chí Bình, ai đấy? Phùng Chí Bình nói, một tên lừa đảo, không cần quan tâm, bệnh tình của ông nội như nào rồi ạ? Phùng Thụ Cường lắc đầu, tình trạng không ổn lắm, Vương lão gia còn giới thiệu một thần y, sao chưa đến nhỉ? Phùng Chí Bình lạnh lùng hừ một tiếng, đến rồi, là người lúc này, nhưng con vừa nhìn liền thấy cậu ta còn nhỏ tuổi hơn con, sao có bản lĩnh gì, liền đuổi cậu ta về. Phùng Thụ Cường vừa nghe xong, còn trẻ hơn con trai mình, ông ta cũng chẳng thèm quan tâm, về thì về. Lúc này, cả nhà họ Phùng đang vây quanh giường bệnh, một ông cụ đang nằm trên giường, hô hấp vẫn ổn định. Phùng lão gia đột nhiên mở mắt, mặt đỏ lên, mau, mau lấy cái chậu cho ông nội. Phùng Chí Bình vội vàng lấy cái chậu, đặt trước mặt ông nội, Phùng lão gia quay đầu, nôn mửa một hôi. Nôn ra mấy ngụm nước, mấy người nhà đứng xung quanh mặt ai cũng vô cùng khó coi. Không ổn rồi, mấy ngày bố không ăn rồi, còn nôn thế này, thế thì dễ xảy ra chuyện lắm. Quẹ, Phùng lão gia lại nôn khan, sau đó nôn ra một ngụm máu. Mọi người thấy vậy thì sợ hết hồn, nôn ra máu rồi, dạ dày xuất huyết rồi. Bác sĩ, mau! Làm sao bây giờ? Mấy bác sĩ Tây Y mặc áo blue, đeo khẩu trang, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi lạnh. Phùng lão gia nôn ra máu xong, mọi người lập tức đến kiểm tra. Cái này, Phùng lão gia, nguyên nhân ông cụ nôn còn chưa tìm được, hơn nữa dạ dày còn có một khối u, thực sự không ổn rồi, phải phẫu thuật cắt bỏ. Ung thư dạ dày giai đoạn đầu, về lý mà nói thì đáng nhẽ sẽ không nghiêm trọng như vậy mới phải, nhưng người bệnh đã hai ngày không ăn không uống. Toàn nôn ra nước. Bây giờ phải dựa hoàn toàn vào truyền dịch để duy trì sự sống, nếu như tiếp tục như vậy, e rằng sẽ không trụ được mấy ngày nữa. Sắc mặt của Phùng Thụ Cường thay đổi, ông ta hỏi. Nếu phẫu thuật, tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Mấy bác sĩ nhìn nhau nói, tỷ lệ thành công chỉ khoảng 20%. Con người Phùng Thụ Cường co lại, cái gì? Chỉ có 20%, vậy mà cũng dám đưa bố tôi lên bàn phẫu thuật, mấy người điên rồi. Bác sĩ cũng bất đắc dĩ nói, Tổng Giám đốc Phùng, chúng tôi cũng không còn cách nào khác, tình trạng của Phùng lão gia đã đến mức bắt đầu xuất huyết dạ dày, nếu như không làm phẫu thuật, thì cùng lắm cũng chỉ trụ được 3 ngày, nếu làm phẫu thuật thì vẫn còn cơ hội sống. Lời vừa dứt, mắt Phùng Thụ Cường hoa lên, suýt nữa ngất. Mấy người cho tôi một chút thời gian để suy nghĩ. Anh chị em nhà họ Phùng bắt đầu thương lượng với nhau, tỷ lệ thành công chỉ có 20%. Rất có thể lên bàn phẫu thuật xong sẽ không xuống được nữa. Khi mọi người thương lượng với nhau thì Vương Nhất Thủy gọi điện thoại đến. Phùng Thụ Cường vội vàng bắt máy, anh Vương. Thụ Cường, tình trạng của chú Phùng như thế nào rồi? Không ổn rồi anh ạ, bác sĩ nói bắt buộc phải làm phẫu thuật, tỷ lệ thành công chỉ có 20%. Cái gì, Vương Nhất Thủy có hơi kinh ngạc, lời này là do Tần Thần Y nói sao? Phùng Thụ Cường nhíu mày, Tần Thần Y nào? Hả, chẳng phải tôi giới thiệu cho cậu Tần Thần Y, chẳng nhẽ cậu ấy chưa tới sao? Phùng Thụ Cường nghĩ lại rồi nói, người mà anh nói có lẽ đến rồi, nhưng Chí Bình thấy cậu ta trẻ quá nên nghĩ chẳng có bản lĩnh gì, nên đuổi đi rồi. Vương Nhất Thủy lập tức cạn lời, mấy người thật là, cậu Tần mặc dù còn trẻ, nhưng y thuật vô cùng cao cường. Bệnh viêm cột sống dính khớp của tôi biết bao bác sĩ chữa không khỏi, đến tay cậu Tần, chỉ mới 2 tuần đã khỏi hẳn. Mấy người hồ đồ quá. Sắc mặt Phùng Thụ Cường thay đổi, không ngờ rằng một cậu thanh niên trẻ tuổi như vậy mà lại giỏi đến thế. Được, anh Vương yên tâm, em sẽ bảo Chí Bình đi mời. Phùng Thụ Cường cúp máy, bảo con trai, Chí Bình, mau đi mời cậu Tần Thần Y đó quay lại, bác Phương của cháu nói, người đó là Thần Y, không được chậm trễ. Phùng Chí Bình nhíu mày, cảm thấy phiền phức, tóc còn chưa mọc hết, Thần Y gì chứ? Có điều bố mình đã nói vậy rồi. Anh ta cũng không còn cách nào khác. Ra khỏi nhà, lái xe đến y quán Hiên Viên phố Đông Y. Vừa vào y quán, nhìn thấy Tần Lâm, Phùng Chí Bình lạnh lùng nói. Mau đi thôi, đám người Khổng Phàm Lâm sững sờ, nhíu mày. Cậu tìm ai? Phùng Chí Bình vươn tay, chỉ vào Tần Lâm. Tìm cậu ta, chẳng phải cậu ta là thần y sao, chẳng phải có thể chữa bệnh cho ông nội tôi sao, mau đi thôi, đừng lề mề nữa. Thái độ của Phùng Chí Bình khiến cho người khác không vui, đừng nói đến Tần Lâm, ngay cả Khổng Phàm Lâm cũng cảm thấy vô cùng tức giận. Cậu nghĩ cậu là ai? Xin người ta chữa bệnh thì phải có dáng vẻ cầu xin,
y quán chúng tôi không đón tiếp người nhà bệnh nhân như cậu. Tần Lâm lạnh lùng nhìn Phùng Chí Bình, đương nhiên cũng chẳng vui vẻ gì. Chỗ tôi đang có bệnh nhân, không có thời gian ra ngoài khám bệnh. Nói xong, Tần Lâm tiếp tục chữa bệnh cho người đàn ông lang thang trước mặt. Phùng Chí Bình nhíu mày, mấy người có biết ông nội tôi là ai không? Bảo mấy người khám bệnh, mấy người lại ở đây khám cho thằng ăn mày. Tần Lâm lạnh lùng cười, dù anh có thân phận như nào, vào y quán của chúng tôi thì đều là người bệnh, không có ai sang hơn, không có ai nghèo hơn. Phùng Chí Bình lạnh lùng hừ một tiếng, nể mặt mấy người không nhận, đúng là biết giả vờ. Nói xong, Phùng Chí Bình liền quay người rời đi, nhà họ Phùng của anh ta là gia đình như thế nào? Phùng lão gia bị bệnh, vô số bác sĩ hận không thể tranh cơ hội chữa bệnh cho ông cụ, Tần Lâm trẻ tuổi thế này, còn chẳng có tư cách để lên mặt. Nếu không vì Vương Nhất Thủy cứ đề cử, thì anh ta còn lâu mới mò đến cái chỗ này. Phùng Chí Bình tức giận đùng đùng, về nhà Phùng Thụ Cường vội vàng hỏi, sao rồi, đã mời thần y đến chưa? Phùng Chí Bình lạnh lùng hừ một tiếng, mời rồi, nhưng không đến, thần y rác rưởi, bác Vương nhầm rồi chứ với loại đạo đức này thì sao có thể làm thần y chứ? Phùng Thụ Cường bất đắc dĩ lắc đầu, thực ra ông ta cũng không có quá nhiều hy vọng với cậu thanh niên kia, đông y là ngành thế nào chứ? Càng già càng giỏi, bởi vì người trẻ tuổi không có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, thằng nhóc mới hơn 20 tuổi như Tần Lâm, sao có bản lĩnh gì? Khụ khụ, Phùng lão gia họ hai tiếng, lại bắt đầu nôn, nhưng lần này không nôn ra nước mà nôn ra máu. Hơn nữa máu càng ngày càng đặc, khiến người khác vô cùng khiếp sợ. Mấy vị bác sĩ vừa thấy vậy, lập tức thay đổi sắc mặt, vội vàng nói. Tổng giám đốc Phùng, không ổn rồi. Nếu cứ tiếp tục như lúc nãy thì còn có 20% tỷ lệ thành công, nhưng bây giờ e rằng chưa đến 1%, tôi không phẫu thuật nữa, tôi xin phép đi về. Tổng giám đốc Phùng, tôi cũng không làm được gì nữa, tôi xin phép đi về. Nói xong, hai bác sĩ liền thu dọn đồ đi về. Mặt mày Phùng Thụ Cường biến sắc, bác sĩ Lưu, bác sĩ Triệu, mấy người làm gì vậy? Hai vị bác sĩ này là người giỏi nhất của khoa tiêu hóa, nếu như bọn họ cũng đi rồi. Thì ông ta thực sự không biết phải tìm đến ai. Hai vị bác sĩ cười gượng, Tổng Giám Đốc Phùng, ông đừng làm khó chúng tôi, đã đến mức này chúng tôi cũng khoanh tay chịu trói. Nhà họ Phùng vô cùng hùng mạnh, cũng có nhiều tiền, nếu có thể chữa khỏi cho Phùng lão gia thì nhất định kiếm được nhiều tiền. Nhưng với điều kiện là phải chữa khỏi, nếu không nắm chắc thì bọn họ không dám làm, Phùng lão gia đã như vậy rồi thì có là hoa đà tại thế cũng bất lực, chứ đừng nói đến bọn họ. Mặt mày Phùng Thụ Cường lập tức xám xịt, chẳng nhẽ thực sự không còn cách nào để cứu chữa sao? Đúng lúc này, bên ngoài có một chiếc siêu xe đỗ lại, Vương Nhất Thủy xuống xe, sải bước vào nhà, nhìn thấy Phùng lão gia thoi thóp nằm trên giường bệnh, lập tức đau lòng. Thụ Cường, Tần thần y đâu? Y Phùng Thụ Cường có hơi ngại, nhìn con trai Phùng Chí Bình ở bên cạnh. Phùng Chí Bình lạnh lùng hừ một tiếng, cái người được gọi là thần y đấy thực sự khó mời, cháu mời nhưng không đến. Vương Nhất Thủy lập tức nhíu mày, thở dài một hơi. Mấy người đắc tội Tần thần y rồi, tôi đã 5 lần 7 lượt dặn dò rồi, y thuật của Tần thần y vô cùng cao cường, mấy người lại không tin. Hai bác sĩ đứng bên cạnh vừa nghe, mắt lập tức phát sáng. Tần thần y, người mà ông nói là Tần đại sư Tần Lâm sao? Tần Lâm vô cùng nổi tiếng trong các bệnh viện lớn, mọi chuyên gia đều biết đến Tần đại sư, hai người này đương nhiên cũng không phải ngoại lệ. Vương Nhất Thủy nói. Không sai, chính là Tần đại sư, hai người quen sao? Nhắc đến Tần đại sư, hai người lập tức tỏ ra vô cùng kính trọng. Đương nhiên là tôi biết Tần đại sư rồi, chỉ có điều chưa có cơ hội gặp, nếu mấy người quen Tần đại sư, sao không mời đến? Vẻ mặt bố con Phùng Thụ Cường vô cùng phức tạp, đặc biệt là Phùng Chí Bình, anh ta hối hận xanh ruột, không ngờ người trẻ tuổi như vậy mà lợi hại đến thế. Phùng Chí Bình nghiến răng, nhắm mặt nói, con đi mời. Con sẽ đi mời Tần đại sư đến. Nói xong, Phùng Chí Bình lập từ tức rời khỏi nhà, lái xe đi, đạp ga hết cỡ, rồi lại đến trước cổng y quán Hiên Viên. Vừa vào cửa, Diệp Văn Nhi nhíu mày. Anh lại đến làm gì? Thái độ lúc nãy của Phùng Chí Bình khiến mọi người khó chịu, loại bệnh nhân như thế này có nhiều tiền đến đâu cũng không muốn chữa. Vừa nói xong, hai đầu gối Phùng Chí Bình cong xuống, lập tức quỳ trên mặt đất. Lúc trước tôi có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Đã đắc tội cậu, lần này tôi đến đây để xin lỗi, mong đại sư ra tay cứu chữa cho ông nội tôi. Diệp Văn Nhi nhìn thấy anh ta quỳ xuống cũng vô cùng ngạc nhiên, có điều vẫn bĩu môi, hừ lạnh một tiếng.
bây giờ biết xin lỗi rồi à? Giờ hối hận rồi à? Nói xong, Diệp Văn Nhi đi làm việc, không quan tâm đến anh ta nữa. Tần Lâm và Khổng Phàm Lâm cũng ngồi khám như bình thường, mặc kệ Phùng Chí Bình quỳ trên mặt đất, không thèm nhìn. Phùng Chí Bình thấy vậy, không có bất kỳ thái độ gì, quỳ ở đó không động đậy, cứ như dính chặt vào đó vậy, trên mặt đầy vẻ kiên quyết, chuẩn bị tinh thần quỳ đó không dậy. Lần quỳ này kéo dài tận một ngày. Trong lúc đó, Tần Lâm và Khổng Phàm Lâm không ngừng khám cho người khác, dạo này y quán Hiến Viên ngày càng nổi tiếng, người bệnh đến nườm nượp. Phùng Chí Bình vẫn quỳ ở đó nhìn, càng ngày càng khiếp sợ. Loại người bệnh nào cũng có, cách ăn mặc trang điểm vô cùng phong phú, tầng lớp nào cũng có. Nhưng dù là loại bệnh nào, đến tay Tần Lâm thì đều có thể chữa khỏi. Nhanh thì có hiệu quả ngay tức thì, chậm thì cũng làm dịu cơn đau. Tất cả người bệnh khi tiến vào đều trong tình trạng đau đớn khó chịu, đến khi đi ra thì lại cười vui hạnh phúc. Đúng là không thể nhìn vẻ ngoài mà đánh giá người khác. Người trẻ thế này, mà có bản lĩnh đến vậy. Đến tận 9 giờ tối, tất cả người bệnh đều được chữa trị, còn Phùng Chí Bình vẫn luôn quỳ đỡ đó, không hề động đậy, tròn một ngày, Phùng Chí Bình không uống chút nước nào, cũng được coi là có nghị lực. Tần Lâm đứng dậy, đổi quần áo đem theo chữa bệnh rồi đến trước mặt Phùng Chí Bình nói. Tôi đã thấy được lòng hiếu thảo của anh, đi thôi. Phùng Chí Bình vui mừng rạng rỡ, cảm ơn Tần Đại Sư. Phùng Chí Bình đứng dậy, hai chân hoàn toàn mất cảm giác, mãi mới có thể dịu đi. Vội vã đi ra cửa, đưa Tần Lâm đến nhà họ Phùng. Vừa vào nhà họ Phùng, nhìn thấy Phùng lão gia nằm trên giường bệnh lại nôn ra máu, sắc mặt Phùng Chí Bình thay đổi. Ông nội, Tần Lâm nói, lật người bệnh lại, để tôi châm lời vừa dứt, giọng nói thật thà của một người đàn ông vang lên từ phía sau. Không được châm cứu. Sắc mặt Phùng Thụ Cường thay đổi, sau đó vội nói. Anh cả, anh đừng nói lung tung. Tần Đại Sư tuy còn trẻ nhưng y thuật vô cùng cao siêu, được người đời gọi là Tần Đại Sư, ngay cả các chuyên gia ở bệnh viện lớn cũng tin tưởng chứ đừng nói người khác. Phùng Thư Văn cười khẩy, thật nực cười, từ lúc nào mà một thằng nhóc cũng có thể tự xưng là Đại Sư vậy. Nếu nói, Đại Sư thì anh sẽ mời vị này đến, đây mới là Đại Sư thứ thiệt. Nói xong, Phùng Thư Văn giới thiệu một lượt cho mọi người xung quanh một người đàn ông cốt cách phi phàm hơn 50 tuổi, ông ta mặc một chiếc áo trường sam. Thân hình gầy guộc, có râu dê và tóc hoa râm, trông vô cùng có phong thái. Đây mới là cao thủ thật sự, là người có chứng nhận, bậc thầy đông y, hậu duệ của Lý Thời Chân, Lý Kiến Hoàng. Trên mặt Lý Kiến Hoàng lộ ra vẻ thách thức, ông ta nhìn Tần Lâm rồi hỏi. Vắt mũi chưa sạch lại dám ra hành nghề, có phải nực cười lắm không? Có chứng chỉ hành nghề chưa? Có chứng nhận của bác sĩ chủ nhiệm chưa? Ha ha ha, Lý Kiến Hoàng vốn có lý do để kiêu ngạo, bậc thầy đông y. Cả nước chỉ hơn chục người có được danh xưng này và họ đều là những bậc thầy về y học hàng đầu quốc gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Nghe vậy, Tần Lâm cười nhạt, bậc thầy đông y thì tôi không phải, nhưng y quán của tôi có một vị cũng là bậc thầy đông y. Khổng Phàm Lâm chính là bậc thầy đông y, đồng thời cũng là bậc thầy về y học cổ truyền trẻ tuổi nhất cả nước, nếu xét về trình độ thì Khổng Phàm Lâm hơn hẳn ông ta. Nói xong, Lý Kiến Hoàng sững ra một lúc, sau đó cười phá lên. Thằng nhóc cậu đúng thật chân cháo, ý của cậu là một bậc thầy đông y lại đi làm công cho cậu à? Đúng vậy, ha 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 ha, lão phu hành nghề lâu như thế, gặp mấy kẻ nói khoác cũng nhiều rồi, nhưng bốc phét đến mức này thì cậu là người đầu tiên đấy. Được rồi, thằng nhãi như cậu đừng có ở đây lừa người nữa, mau tránh ra chỗ khác, bệnh của Phùng lão gia cứ để tôi chữa. Vương Nhất Thủy đứng cạnh cảm thấy khó xử, bèn nói. Cậu Phùng! Vị Tần Đại Sư này thật sự là người có bản lĩnh, ngay cả hai vị chuyên gia đều vô cùng tin tưởng cậu ấy, nếu không tin thì cậu có thể đi hỏi. Hai bác sĩ đứng cạnh gật đầu lia lịa. Lý Kiến Hoàng nói, đùa đấy à, tôi vừa nghe cậu ta nói muốn chậm cứu cho Phùng lão gia, chỉ nhiêu đó tôi đã biết cậu ta chẳng có tài cán gì rồi. Phùng lão gia đang mắc bệnh ung thư dạ dày, dẫn đến thiếu can hỏa sao, nếu châm cứu thì nguyên khí sẽ giảm đi rất nhiều, chỉ khiến tình trạng bệnh càng thêm nghiêm trọng mà thôi. Mọi người đừng nên tin lời thằng nhãi này. Sao can hỏa, triệu chứng gan nóng Tần Lâm hừ lạnh một tiếng, thật hổ thẹn khi ông được gọi là bậc thầy đông y, ông chỉ biết châm cứu có thể làm giảm can hỏa nhưng lại không hề biết việc châm cứu trên phần lưng có thể bổ sung cực lớn cho can hỏa. Lý Kiến Hoàng cười khẩy, châm cứu ở lưng có thể bổ sung can hỏa, theo như ghi chép thì chỉ có thái ất thần châm mới có thể làm được, đừng nói với tôi rằng thằng nhóc như cậu lại tinh thông được thái ất thần châm nhé.
bây giờ tôi có thể nghi ngờ cậu là tên lừa đảo được rồi đó. Hai anh em nhà họ Phùng đều hết sức khó xử, bọn họ không hiểu y thuật nên không thể xen vào được, cảm thấy hai người nói đều có lý nhưng lại không phân biệt được ai hơn ai. Khi mọi người đang vô cùng lúng túng, đột nhiên ông cụ mở mắt ra, sau đó bắt đầu nôn khan. Lý Kiến Hoàng thấy vậy liền nhanh chóng tiến đến, nhấc chân trái của ông cụ lên rồi đấm mạnh một phát vào lòng bàn chân. Không thể nôn, đó toàn là máu tươi, nếu nôn thì bệnh tình sẽ càng nghiêm trọng hơn. Cú đấm này vào lòng bàn chân thật sự khiến cho máu từ miệng Phùng lão gia ngưng trào ra, đồng thời khiến ông cụ nhắm mắt lại. Vẻ mặt Lý Kiến Hoàng lộ ra vẻ đắc ý, cầm máu thì dễ, chỉ cần ông cụ ngừng nôn ra máu thì bệnh tình sẽ trở nên ổn định hơn. Nhưng khi Lý Kiến Hoàng vừa dứt lời, ông cụ đột nhiên bật dậy, hai mắt trợn tròn, sau đó phun ra một ngụm máu. Máu phun đầy mặt Lý Kiến Hoàng. Ông cụ thường xuyên nôn ra máu, nhưng lần này lại trực tiếp phun ra máu. Lần này thật sự khiến mọi người hoảng sợ, Lý Kiến Hoàng cũng trở nên ngơ ngác, chuyện tưởng chừng nằm chắc trong lòng bàn tay lại biến thành như vậy. Ông cụ không ngừng ho ra máu, càng lúc tình trạng càng tồi tệ hơn, trong khi Lý Kiến Hoàng vẫn đang thất thần ngồi đó. Sắc mặt Phùng Thư Văn thay đổi rõ rệt, Lý Đại Sư. Hãy mau nghĩ cách đi. Mặc dù Lý Kiến Hoàng đã định thần lại nhưng ông ta không có cách nào cả, cứ ngồi đó như một kẻ ngốc. Ngay lúc này, Tần Lâm đột nhiên ra tay. Tay trái ấn giữ đầu ông cụ, rồi dùng tay phải cầm kim đâm vào các huyệt đạo trên người Phùng lão gia. Sau khi đâm chưa đầy nửa giây liền rút ra. Hai chuyên gia của bệnh viện đứng xem đến mức ngây cả người. Thiểm châm, là thiểm châm. Thiểm châm là một kỹ thuật vô cùng cao cấp trong các phương pháp châm cứu của Đông y, thời gian giữa việc đâm vào và rút ra là cực kỳ ngắn. Tuy ứng dụng không cao nhưng độ khó lại vô cùng lớn, bác sĩ Đông y bình thường sẽ không lãng phí thời gian để nghiên cứu loại kỹ thuật này. Học thì tốn rất nhiều thời gian, nhưng cả đời lại chưa chắc có thể gặp được loại bệnh này. Những người có khả năng dùng thiểm châm về cơ bản đều là những cao thủ có trình độ cực kỳ cao về Đông y, là những người mà các kỹ năng khác của họ đã đạt đến đỉnh cao. Cũng không còn gì để luyện nữa nên mới đi luyện phương pháp châm cứu ít ai quan tâm này. Không ngờ hôm nay lại có vinh dự được chứng kiến một kỹ thuật thâm sâu như vậy. Sau khi châm cứu, ông cụ ngay lập tức ngừng ho khan và nôn khan, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn, sau đó ôm rồi từ từ nằm xuống. Sao, ông cụ khẽ rên rỉ. Hai bố con nhà họ Phùng đột nhiên trở nên vui mừng, mấy ngày nay ông cụ đều trong trạng thái hôn mê, không nói lời nào, Tần đại sư này quả thật thần kỳ. Chỉ mới châm cứu đã khiến ông cụ có thể mở miệng nói chuyện. Còn biết đau là chuyện tốt, Tần Lâm nói, lật bệnh nhân lại để tôi châm cứu. Lúc này không còn ai dám phản bác lời nói của Tần Lâm nữa, chiêu vừa rồi thực sự đã thuyết phục được mọi người, ngay cả Phùng Thư Văn cũng không dám hó hé, chỉ ngoan ngoãn nghe lời Tần Lâm lật ông cụ lại. Tần Lâm lấy ra một vỉ kim bạc, sau đó đầm từng cái xuống lưng Phùng lão ra theo một đường thẳng. Lúc kim bạc xuyên qua thì cơ thể ông cụ cũng dần dần được giãn ra. Mỗi một mũi kim bạc đâm vào thì cơ thể ông cụ lại được xoa dịu một chút, cơn đau dạ dày cũng giảm đi ít nhiều, thân thể cũng cảm thấy thoải mái hơn. Một hàng 18 cây kim bạc đâm vào người khiến cho ông cụ thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như được chút bỏ một tảng đá nặng mấy nghìn ký trên cơ thể xuống vậy. Mấy phút sau, kim bạc của Tần Lâm đều bị một màu đen bao phủ, lúc màu đen sắp lan ra đến đỉnh, Tần Lâm liền lấy ra. Toàn bộ 18 cây kim bạc đều được rút ra, ông cụ động đậy rồi tự mình xoay người trở lại, tuy sắc mặt vẫn còn rất nhợt nhạt nhưng ánh mắt đã có hồn trở lại. Tiểu thần y, cảm ơn cậu. Hai anh em nhà họ Phùng bước đến, bố. Bố tỉnh rồi, ông cụ ngồi dậy, cảm thấy cơ thể vẫn còn hơi yếu nhưng đã khá hơn trước rất nhiều. Bố hơi đói rồi, có đồ ăn, để con nấu cháo cho bố. Vừa nghe thấy ông cụ nói muốn ăn, ai ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra bệnh đã khỏi thật rồi, ăn được là không có vấn đề gì cả. Anh em nhà họ Phùng và cả Phùng Chí Bình đều liên tục cảm ơn. Tần thần y, cậu quả thật là bàn tay thần diệu. Cứ như thần vậy, Phùng Thư Văn cũng bị thuyết phục, tiểu thần y còn trẻ mà đã có bản lĩnh như vậy, đây quả là một sự may mắn cho mọi bệnh nhân mài. Chỉ có Lý Kiến Hoàng xấu hổ, trên mặt vẫn còn đầy máu, trông vô cùng nhếch nhác, khác hẳn với vẻ kiêu ngạo trước đây của ông ta. Lý Kiến Hoàng lau máu trên mặt, sau đó cúi đầu hỏi. Hồi nãy, 18 cây kim đó, là thái ất thần châm sao? Tần Lâm gật đầu, chính là thái ất thần châm, sao thế, muốn học à? Lý Kiến Hoàng sống đã hơn 50 năm, nhưng hôm nay mới là ngày xấu hổ nhất của ông ta chưa từng mặt dày như vậy trước đây. Xin lỗi,
là do mắt tôi mù. Nói xong, Lý Kiến Hoàng nhanh chóng xách hộp thuốc rồi chạy ra ngoài, hận không thể tìm một cái lỗ để chui qua. Sau khi ăn xong bát cháo trắng, bệnh tình của Phùng lão gia đã khá hơn rất nhiều, Tần Lâm cũng đã kê cho ông cụ một đơn thuốc, chỉ cần uống thuốc đúng giờ, trong vòng 3 tuần sẽ khỏi bệnh. Phùng lão gia dựa vào giường bệnh, nắm tay Tần Lâm rồi nói. Tiểu thần y, cảm ơn cậu, Thụ Cường, mau viết một tờ séc 100 triệu đưa cho thần y. Tần Lâm lắc đầu, không cần nhiều thế đâu, đưa cho tôi 2 trạm là được, tôi chữa bệnh cho ai cũng như vậy thôi. Tần Lâm chữa bệnh hoàn toàn không phải vì tiền bạc của bệnh nhân, nhưng nếu mắc bệnh nan y thì khác. Phùng lão gia có hơi kinh ngạc, cảm khái nói, còn trẻ mà đã ưu tú như vậy, lại còn có y đức, thật khiến cho lão phu khâm phục. Sau khi nhìn 18 cây kim bạc đen xì trên mặt đất, Phùng lão gia bèn nói. Nếu thần y đã không thích tiền thì tôi sẽ không đưa cho cậu nhiều tiền nữa, chỉ là kim bạc đã hư, nếu như không đền thì tôi sẽ cảm thấy rất áy náy. Thụ Cường, giao một cửa hàng trang sức của cháu đứng tên lại cho cậu Tần. Để cậu Tần tự chọn mấy món mà mình thích, sản xuất kim bạc để sau này còn chữa bệnh cho người khác, cũng coi như tôi đã đóng góp một phần cho xã hội. Ông cụ Phùng thật thấu tình đạt lý, Tần Lâm không muốn nhiều tiền, ông cụ liền tặng hẳn một cửa hàng trang sức, lần này Tần Lâm cũng không thể nào từ chối được nữa nên chỉ có thể đồng ý, rồi đợi tới lúc sang tên là được. Lúc này trời đã về khuya, Tần Lâm cũng về nhà ngay lập tức sau khi xong việc. Về đến nhà, Tần Lâm nhận được tin nhắn Zalo của Vương Đông Tuyết. Anh Tần, ngày mai anh có bận gì không? Không có, sao thế? Ngày mai tụi em có một cuộc gặp mặt với bạn học cấp 3, anh có thể đến được không? Lần trước, Vương Đông Tuyết đã có một buổi sinh nhật vô cùng hoàn hảo, nào hoa nào bánh và cả pháo hoa mà Tần Lâm chuẩn bị cho cô đều hết sức lãng mạn, làm cho trong lòng Vương Đông Tuyết cũng trộn rộn, khiến cô có thể cảm nhận được vị ngọt của tình yêu. Được. Ngày mai anh đến đón em. Trong ấn tượng của anh thì mối quan hệ giữa Vương Đông Tuyết và bạn học của cô không được tốt lắm, lần này cô chủ động tham gia họp lớp nên khiến cho anh khá bất ngờ. Vương Đông Tuyết dường như biết được Tần Lâm nghĩ gì, bèn giải thích. Bạn học cấp 3 rất tốt với em, trước đây nhà em nghèo nên bọn họ thường hay giúp đỡ em về mặt tài chính, nên em luôn muốn tìm cơ hội để cảm ơn bọn họ. Thế này đi, nếu mấy người bạn học của em đều không tồi, vậy ngày mai anh sẽ mang ít quà đến tặng bọn họ. Hả, vậy thì tốn kém lắm. Không sao đâu, Vương Đông Tuyết đỏ mặt ừ một tiếng, tuy trên tin nhắn trông có vẻ rất điềm tĩnh, nhưng thực tế mặt cô đã đỏ bừng rồi. Sáng sớm hôm sau, Tần Lâm đến cửa hàng trang sức Phùng Thị ở địa chỉ mà Phùng Thụ Cường đưa cho. Hôm qua ông cụ Phùng đã nói đưa cho Tần Lâm cửa hàng trang sức này, bây giờ nó là của Tần Lâm, đúng lúc anh muốn tặng quà nên mới đến cửa hàng lấy một ít. Quy mô cửa hàng trang sức này quả thật không nhỏ, mặt tiền vô cùng lớn. Tổng cộng có 3 tầng, nó gần như bằng một khu trung tâm mua sắm nhỏ. Vàng bạc trang sức lầu 1, ngọc bội phỉ thúy lầu 2, còn lầu 3 là châu báu quý giá. Tần Lâm cảm thấy rất hài lòng về cửa hàng này, khi về có thể chọn cho mấy người nhà gì hai một ít. Vừa bước vào, có một nữ nhân viên đang nằm trên bàn, nhìn thấy có người đến liền đột nhiên tỏ ra sốt ruột, giống như vừa mới ngủ dậy vậy. Nữ nhân viên này cũng khá xinh, thân hình cực kỳ nóng bỏng. Mặc bộ đồng phục màu đen trông càng thêm trắng trẻo dịu dàng, khuôn ngực căng tràn sức sống. Vương Nhất Kiều cau mày khi nhìn thấy Tần Lâm mặc một bộ đồ quá sức bình thường. Mới sáng sớm đến để ăn xin à? Không có đâu, mau cút đi. Tần Lâm cau mày, thái độ của cô là sao? Tôi còn chưa nói gì cô đã đuổi tôi đi rồi. Cửa hàng thì không sao nhưng tố chất nhân viên vẻ đáng lo ngại. Vương Nhất Kiều hừ lạnh một tiếng, nếu không phải ăn mày thì đến đây làm gì, chào hàng à? Hay thu thập phế liệu, tốt nhất anh nên cút khỏi đây trước khi tôi nổi giận, không thì đừng trách. Tần Lâm có vẻ không hài lòng, nếu như bình thường thì anh đã chẳng thèm quan tâm, nhưng bây giờ đây lại là cửa hàng của anh, không thể nào để cho nhân viên có thái độ như vậy được. Quản lý của các người đâu, kêu ra đây cho tôi. Vương Nhất Kiều đột nhiên cảm thấy rất nực cười, một người đi thu phế liệu như anh lại đòi gặp quản lý của chúng tôi. Anh đừng đùa nữa, mau cút đi. Ngay lúc Vương Nhất Kiều đang nói, bỗng một người đàn ông mặc Âu phục đi đến. Có chuyện gì? Vương Nhất Kiều cong môi nói, quản lý, tên thu phế liệu này đuổi không đi. Quản lý chau mày rồi nói, thôi được rồi, cứ để tôi, ở lầu 3 có một ít phế phẩm. Nói xong, người quản lý đi thẳng lên lầu. Tần Lâm thoáng cười khẩy, dứt khoát đi theo. Đến lầu 3, quản lý lấy ra một vài hộp cát tông rồi ném xuống đất. Được rồi, anh lấy đi đi.
Tần Lâm lạnh lùng nói, tôi không phải thu gom phế liệu, tôi là ông chủ mới của cửa hàng này. Người quản lý cười chế nhạo, anh muốn tiền đến điên rồi à? Anh là ông chủ mới của cửa hàng sao? Tại sao tôi làm quản lý lại không biết? Tần Lâm cười lạnh, anh không biết là do không đủ đẳng cấp, tôi khuyên anh nên gọi điện để xác nhận một chút. Vẻ mặt của người quản lý tỏ ra bực dọc, gọi điện thoại xác nhận. Tôi nghĩ là không cần thiết đâu nhỉ. Ngoài quản lý ra thì còn có vài nhân viên cửa hàng khác, bình thường họ bán đồ trang sức cao cấp nên đương nhiên những vị khách họ gặp đều là những người giàu có. Trong lòng không tránh khỏi việc xem thường Tần Lâm, bèn thêm dầu vào lửa. Thôi đủ rồi, ở đây không có người khác, anh ít giả vờ lại đi, lấy mấy cái vỏ giấy này rồi mau cút đi. Đúng vậy, nếu để quản lý đuổi ra thì rất mất mặt đấy, nếu vỏ giấy không đủ thì cho anh thêm mấy cái chai nữa được chứ. Còn lại không thể cho được. Được rồi, nhanh chóng đi đi, đừng làm chậm trễ công việc của chúng tôi, cửa hàng chỉ vừa mới mở cửa, lát nữa sẽ có khách đến mua, nếu như để họ thấy một người thu phế liệu như anh ở đây thì còn ra thể thống gì nữa. Một nhân viên cười chế giễu châm chọc, giọng điệu mỉa mai, vẻ mặt không chút kiên nhẫn, xem Tần Lâm giống như ăn mày thật sự vậy. Tần Lâm cười lạnh, tốt hơn hết anh nên gọi điện thoại cho người nhà họ Phùng, đừng nói tôi không anh cơ hội. Vừa dứt lời, sắc mặt của quản lý đột nhiên thay đổi, nghe giọng điệu của anh có vẻ như không giống với người đi thu phế liệu. Người quản lý do dự một lúc, nhấc điện thoại lên rồi gọi vào số Phùng Chí Bình. Anh ta không dám gọi vào số của Tổng Giám Đốc Phùng, lỡ may nói nhăng nói cuội lại gây ra chuyện lớn, thế chẳng phải tự tìm rắc rối sao? Alo, Phùng thiếu gia, tôi có chuyện muốn hỏi một chút, cửa hàng trang sức Phùng Thị của chúng ta dạo này có thay đổi gì không? Người quản lý không dám hỏi bừa, nếu như cứ trực tiếp hỏi, cửa hàng của chúng ta đổi chủ rồi sao? Lỡ may tên nhóc này ăn nói bậy bạ thì sẽ khiến Phùng thiếu gia nổi giận mất. Phùng Chí Bình nói, cửa hàng của chúng ta đã đổi chủ rồi, hôm qua đã hoàn tất thủ tục, tôi vẫn chưa kịp thông báo cho bên cậu, ông chủ mới họ Tần, tên Tần Lâm, lát nữa tôi sẽ gửi thông tin qua cho cậu sau. Được, sau khi cúp điện thoại, người quản lý làm ra vẻ mặt cười tươi như hoa, sau đó đứng dậy, cung kính nói. Anh Tần, vô cùng xin lỗi anh, hôm nay Phùng thiếu gia mới thông báo cho tôi nên mới dẫn đến việc chúng tôi không biết gì, vừa rồi chúng tôi có xúc phạm, mong anh bỏ qua cho. Khi quản lý nói vậy, các nhân viên khác đột nhiên ngơ ra, những gì tên này nói là thật sao? Anh ta thật sự là ông chủ mới. Vài nữ nhân viên cửa hàng vội vàng bước đến trước mặt Tần Lâm, sau đó rót một ly nước rồi cười nói. Xin lỗi ông chủ, vừa rồi chúng tôi không biết. Sáng sớm chưa tỉnh ngủ hẳn nên tâm trạng không được tốt, chủ yếu là do không có bạn trai ở cạnh nên là, vô cùng xin lỗi anh. Nữ nhân viên nũng nịu, cúi người cố ý khoe dáng, còn nói ra chuyện mình đang độc thân. Đương nhiên, chút tâm cơ này Tần Lâm còn chẳng thèm quan tâm. Được rồi, hôm nay tôi đi gặp mấy người bạn nên muốn chọn một ít trang sức. Được ạ, để tôi chọn giúp sếp. Các nhân viên cửa hàng lúc nãy còn bơ phờ mà bây giờ đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Cửa hàng trang sức Phùng Thị không có trang sức rẻ tiền, cơ bản có mấy món giá vài chục nghìn nhìn cũng đẹp, nhưng Tần Lâm cũng không hề quan tâm, nghe Vương Đông Tuyết nói thì có lẽ bạn học cấp 3 đối xử với cô ấy rất tốt, tặng chút quà cũng không thành vấn đề. Tần Lâm lấy đại một cái túi nhựa màu đen, cái này, còn cả cái này nữa. Các nhân viên cửa hàng lập tức trở nên bận rộn lấy đồ trang sức bỏ vào hộp, hộp đựng trang sức rất đẹp, chỉ riêng cái hộp này thôi cũng đã được coi là hàng mỹ nghệ rồi. Hơn nữa bên trong còn có giấy chứng nhận chống hàng giả, giấy chứng thực trang sức của quốc gia. Tần Lâm bỏ hết số hộp đựng trang sức đó vào túi nhựa, dù gì cũng có quá nhiều hộp, nếu cứ bỏ từng cái vào túi quà thì khó có thể mang theo được. Được rồi, mọi người làm việc tiếp đi, tôi đi đây. Lấy xong một đống trang sức, Tần Lâm xách túi đi thẳng xuống lầu. Đi xuống lầu 1, Vương Nhất Kiều nhìn thấy Tần Lâm đi xuống còn cầm theo túi nhựa đen liền cười chế giễu, ha ha, lấy được phế liệu. Vừa lòng rồi chứ. Tần Lâm mặc kệ cô ta, tiếp tục đi ra khỏi cổng. Vương Nhất Kiều nhíu mày, chột dạ cái gì chứ, anh lấy gì cứ để tôi xem rồi đi cũng được. Dù gì thì đây cũng là một cửa hàng trang sức, nếu như làm mất thứ gì đó rất đắt thì nhân viên bình thường như bọn họ đương nhiên sẽ đền không nổi. Tần Lâm càng không quan tâm đến người khác nói gì thì cô ta càng cảm thấy có vấn đề. Cô ta tiến lên kéo lại, làm hộp đựng trang sức rơi đầy xuống đất. Vương Nhất Kiều đột nhiên thay đổi sắc mặt, anh ăn trộm đồ của chúng tôi. Những hộp trang sức này khá đắt,
cho dù không dùng đến cũng không thể nào bán cho người thu mua phế liệu được, tên này lại lấy cả một túi to như vậy, chắc chắn là ăn trộm. Vương Nhất Kiều ngồi xổm trên mặt đất, lấy một cái hộp mở ra, thấy bên trong còn có trang sức liền lập tức biến sắc. Bảo vệ đâu đến đây mau, có người ăn trộm đồ, nếu chỉ trộm vài hộp đựng thì không gì to tát, chỉ cần mắng anh vài câu rồi đuổi đi là được. Nhưng Tần Lâm lại ăn trộm cả trang sức, mỗi món trang sức đều có giá tầm vài chục nghìn tệ, có những món lên đến vài trăm nghìn, ăn trộm đồ quý giá như vậy cũng đủ để khiến anh phải ngồi tù. Nhân viên bảo vệ chạy tới, tay cầm dùi cui, lập tức bao vây Tần Lâm. Nhân viên bảo vệ của cửa hàng trang sức đều được huấn luyện có hệ thống, chứ không phải bảo vệ của mấy khu dân cư mà ai cũng có thể làm được, bọn họ thực sự có chút sức mạnh quân sự. Vương Nhất Kiều nhìn đống hộp trang sức nằm trên sàn rồi chỉ vào Tần Lâm. Người này đã lấy trộm mấy trăm nghìn tiền đồ của cửa hàng, bắt anh ta lại ngay rồi đưa đến đồn cảnh sát. Vài nhân viên bảo vệ đang định xông lên thì quản lý đột nhiên bước xuống lầu. Khi nhìn cảnh tượng này, mặt anh ta lập tức biến sắc. Dừng tay, quản lý đã lên tiếng nên mấy người bảo vệ không dám động đậy, mọi người đều sững sờ nhìn nhau. Quản lý chạy nhanh xuống đến mức suýt ngã xuống đất. Anh ta lao đến chỗ Tần Lâm, áy náy nói. Sếp Tần, xin lỗi anh, là do bọn họ không hiểu chuyện, mong anh đừng trách. Nói xong, người quản lý trừng mắt nhìn Vương Nhất Kiều. Cô có bị ngốc không? Đây chính là ông chủ mới của cửa hàng chúng ta, còn không mau xin lỗi sếp Tần. Vương Nhất Kiều cũng ngẩn ra, không ngờ người này lại là ông chủ mới. Sếp Tần, xin lỗi anh rất nhiều, do tôi không biết, để tôi giúp anh nhặt đồ. Vương Nhất Kiều cùi người ngồi xổm dưới đất nhặt mấy hộp trang sức lên, từ góc độ của Tần Lâm có thể nhìn thấy được khung cảnh bên trong cổ áo của cô ta. Cũng không biết người phụ nữ này vô tình hay cố ý, nhưng dù nhặt đồ ở góc độ nào thì cảnh tượng đó vẫn luôn hướng về phía của Tần Lâm. Vương Nhất Kiều còn lấy danh thiếp của mình ra và nhét vào túi của Tần Lâm, sau đó cô ta bước lên phía trước, bày ra vẻ mặt tủi thân nói. Anh Tần, em không cố ý, anh đừng giận em có được không? Vừa rồi còn kiêu ngạo, bây giờ lại đổi thành bộ dạng quyến rũ thế này, nếu không phải có người khác ở đây thì có lẽ cô ta đã xả vào lòng Tần Lâm luôn rồi. Thôi được rồi, Tần Lâm cũng không tính toán làm gì, sau đó xách túi trang sức đi ra ngoài. Họp lớp vào buổi tối nhưng Tần Lâm đã đón Vương Đông Tuyết từ sớm, đã lâu rồi không đi mua sắm nên anh định dẫn Vương Đông Tuyết đi ăn và mua ít đồ. Bởi vì chiếc siêu xe của Tần Lâm không tiện lắm nên anh không lái đi. Hai người bắt taxi đi mua sắm cũng thoải mái hơn, ăn trưa cũng có thể uống một ít rượu vang đỏ. Hôm nay Vương Đông Tuyết ăn mặc rất đẹp, khoác một chiếc áo da ngắn, ở dưới mặc quần jean phối cùng với giày da nên trông chân cô vô cùng dài. Tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng, hôm nay cô còn trang điểm nhẹ nên có phần già dặn hơn bình thường, có phần giống con gái thành thị hơn. Tần Lâm mỉm cười, sao thế, hôm nay còn cố tình trang điểm sao? Vương Đông Tuyết đỏ mặt, làm gì có, tùy tiện quẹt một chút thôi. Nhưng thực tế cô trang điểm như vậy là vì Tần Lâm, chỉ có điều cô không nói ra mà thôi. Khi hai người định đi vào trung tâm thương mại thì bất ngờ có một chiếc xe lùi nhanh về phía Vương Đông Tuyết. Vương Đông Tuyết giật mình hét lên một tiếng, Tần Lâm rất nhanh đã kéo cô vào lòng. Chiếc Audi phanh gấp rồi dừng lại, một người phụ nữ bước xuống xe, giận dữ trừng mắt nói. Các người có bị mù không, không có mắt sao? Không thấy tôi đang lùi xe à? Tần Lâm cau mày, cô lùi xe không quan sát còn đổ thừa người ta nữa sao? Người phụ nữ tháo kính râm ra, nhìn một lượt rồi chế nhạo. Ô, đây là ai thế nhỉ, chẳng phải Vương Đông Tuyết sao? Sau khi người phụ nữ tháo kính râm ra, Vương Đông Tuyết cũng sững sốt. Đường Nhu này là bạn học cấp 3 của Vương Đông Tuyết, nhưng rất rõ ràng là cô ta không được mời tham gia buổi họp lớp tối nay. Đường Nhu từ lúc đi học đã là một kẻ nịnh hót, điều kiện gia đình vô cùng nghèo khó, chẳng khác Vương Đông Tuyết là bao. Mặc dù hai người có xuất thân giống nhau, nhưng tính cách của bọn họ lại hoàn toàn khác biệt. Vương Đông Tuyết là người trung thực, siêng năng, không ham mê phù phiếm, tuy nghèo nhưng không tự ti mà vẫn sống vô cùng lạc quan và tích cực. Nhưng Đường Nhu thì khác, cô ta cho rằng vì gia cảnh khó khăn nên không thể nào có mặt mũi ngước nhìn người khác được, ngay cả khi bạn học quan tâm. Cô ta vẫn luôn cho rằng là đang xem thường mình. Về lâu dài, tính cách của Đường Nhu dần không thể hòa hợp được với những người khác, và cô ta cũng không có nhiều bạn trong suốt thời gian học cấp 3. Sau đó, nghe nói Đường Nhu đã tìm được một người bạn trai giàu có, chẳng mấy chốc như được trở mình, từ một con nhỏ nghèo hèn trở thành phú bà.
Phụ nữ mà so sánh thì vô cùng đáng sợ, các loại ăn miếng trả miếng, liên hệ với bạn học cũ cũng bị so sánh để khoe khoang. Vậy nên căn bản khi họp lớp cũng không rủ cô ta, nhưng không ngờ bây giờ lại gặp cô ta ở đây. Đường Nhu cười khẩy, Vương Đông Tuyết, mấy năm rồi không gặp, chắc cô cũng sống không tốt mấy nhỉ, nhìn bạn trai cô xem, tầm thường thế mà. Nhìn thấy cả hai còn không có xe, tên đàn ông này đúng là rẻ rách. Tay anh xách cái gì thế? Không phải là đi nhặt chai trên đường đấy chứ? Ha 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 ha, lúc cô ta đang châm chọc, bỗng có một người đàn ông bước từ trên xe xuống, trông tuổi tác cũng không nhỏ, có vẻ như ít nhất cũng phải hơn Đường Nhu tầm 10 tuổi. Tiểu Nhu, sao thế? Đường Nhu vội vàng tiến lên, khoác lấy cánh tay của người đàn ông. Đây là bạn trai của tôi Ngụy Kiến Quân, kinh doanh trang sức, đây là bạn học cấp 3 của em và bạn trai của cô ta, có vẻ như đang nhặt chai thì phải, suýt chút nữa thì đụng chúng. Ngụy Kiến Quân mỉm cười, ở đây nhiều xe lắm, nên cẩn thận thì hơn. Nói xong, anh ta quay về xe lấy ra hai chai nước, sau đó ném xuống chân Tần Lâm, vẻ mặt giễu cợt nói. Lấy đi này, Tần Lâm nhíu mày, hai người này đang tự cho mình là đúng đấy à? Vương Đông Tuyết bước lên trước, sau đó kéo tay áo Tần Lâm rồi nói. Anh Tần, chúng ta đi thôi, đừng để ý đến bọn họ nữa. Sau đó hai người đi thẳng vào trung tâm mua sắm. Đường Nhu hừ lạnh một tiếng, tên rẻ rách, không có tiền còn dám đưa bạn gái đến khu trung tâm mua sắm này, hay thật đấy. Trước giờ Đường Nhu luôn ghen tị với Vương Đông Tuyết, khi còn đi học đã luôn cảm thấy khó chịu với cô, bây giờ cô ta đã trở nên xuất sắc hơn xưa nhưng vẫn luôn muốn đạp lên đầu Vương Đông Tuyết. Đáng tiếc thay, cô lại chạy quá nhanh, nếu không thì Đường Nhu sẽ làm cho cô bề mặt. Đường Nhu khoác tay Ngụy Kiến Quân rồi hỏi, ông xã, trưa nay chúng ta ăn gì đây? Em muốn ăn gì thì cứ chọn đi. Tay Ngụy Kiến Quân không chút thành thật sờ soạng khắp người Đường Nhu, nếu không phải ở đây đông người thì tay anh ta đã ở trong quần áo cô ta rồi. Đường Nhu tựa hồ như muốn từ chối, ăn bít tết đi, em nghe nói bên bờ sông có một nhà hàng Pháp rất ngon, nhưng có điều hơi đắt. Ngụy Kiến Quân mỉm cười, chỉ là ăn một bữa thôi mà, không sao, chúng ta đi thôi. Tần Lâm và Vương Đông Tuyết đi dạo một lúc liền cảm thấy hơi đói. Trưa nay chúng ta ăn gì nhỉ? Vương Đông Tuyết lắc đầu, em cũng không biết, tùy anh. Được, Tần Lâm lấy điện thoại di động ra, lướt qua trang web đánh giá, thấy một nhà hàng Pháp rất nổi tiếng. Ăn ở đây đi, Đường Nhu và Ngụy Kiến Quân bước vào nhà hàng, bên ngoài trông vô cùng cao cấp. Bên trong lại càng hoành tráng hơn. Qua, ở đây thật sự quá tuyệt đúng không? Đây là lần đầu tiên Đường Nhu được đến một nơi như vậy, cho nên cô ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Toàn bộ nhà hàng đều rất đẳng cấp. Trang trí vô cùng sang trọng, ngay chính giữa nhà hàng có một cây đàn piano, một nghệ sĩ đang chơi ở đó, xung quanh chỉ có mấy bàn giải rác, tạo nên bầu không khí hết sức riêng tư. Hơn nữa, nhà bếp cũng thuộc kiểu mở, một vài người nước ngoài có râu mặc quần áo đầu bếp sạch sẽ đang chiên bít tết và cắt thịt bò, trông vô cùng sạch sẽ. Đúng là tiền nào của nấy. Đường Nhu lần đầu tiên được đến một nhà hàng đẳng cấp như vậy. Nên cảm thấy chẳng khác nào bà Lưu được đi vào vườn đại quan viên sao bà Lưu được đi vào vườn đại quan viên, một câu nói trong Hồng Lâu Mộng, ý chỉ người bình thường được tiếp xúc với những nơi sang trọng hào hoa. Xin chào, hai vị có đặt bàn trước chưa ạ? Có đặt rồi, chúng tôi đặt bàn số 1. Vâng ạ, mời hai vị đi lối này. Nói xong, nhân viên phục vụ đưa Đường Nhu và Ngụy Kiến Quân lên tầng 3 của nhà hàng. Tầng 3 của quán vắng tanh, toàn bộ tầng 3 chỉ có một bàn duy nhất. Vô cùng yên tĩnh, ngồi ở vị trí này có thể nhìn ra khung cảnh bên ngoài và màn biểu diễn của nghệ sĩ Dương Cầm bên dưới. Bên cạnh còn có hòn non bộ giả, cảnh quan thật sự rất đỉnh. Sau khi ngồi xuống, nhân viên phục vụ mang bộ dụng cụ vừa mới được khử trùng vẫn còn ấm lên, cùng với đó là một ly rượu vang đỏ để khai vị. Đường Nhu nhấp một ngụm rượu, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Oa, ông xã, rượu vang đỏ khai vị này ngon quá. Ngụy Kiến Quân cười nói, đương nhiên rồi. Đây là nhà hàng Pháp tốt nhất Đông Hải mà. Đường Nhu vô cùng hưng phấn, sau đó lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh. Lúc này, một thanh niên khôi ngô tuấn tú cầm cây đàn violin đi tới, đứng bên bàn, bắt đầu kéo nhẹ. Giai điệu tuyệt đẹp vô cùng êm tai, khi tiếng vĩ cầm vang lên, tiếng dương cầm bên dưới cũng ngừng lại, toàn bộ khách đều nhìn về phía này, Đường Nhu nhất thời cảm thấy hư vinh đang tràn ngập. Đây quả giống như là đãi ngộ dành cho công chúa. Bao nhiêu ánh mắt đều đang đổ dồn về cô ta còn có thể cảm nhận được bọn họ đang ghen tị với mình. Đường Nhu lấy điện thoại quay một đoạn video ngắn,
sau đó đăng lên vòng bạn bè. Trong tích tắc, ở bên dưới đã có rất nhiều bình luận. Ôi trời, đây có phải là nhà hàng Pháp ở đường Quế Lâm không? Nghe nói nơi này đắt lắm đấy. Đường Nhu cũng có tiền quá đi, lại có thể đến nhà hàng này để ăn, ngầu quá rồi đó. Lại còn có người độc diễn violin cho xem, thật khoa trương quá đi. Thật tốt khi tìm được một người bạn trai giàu có, ngưỡng mộ chết đi được. Nhìn thấy từng tin nhắn trả lời của bạn bè, trên mặt Đường Nhu lộ ra vẻ đắc ý, cô ta thích cảm giác được người khác ngưỡng mộ. Giữa người với người thường có khoảng cách, có người chỉ có thể sống cuộc sống nghèo khó, còn những người khác thì có thể tận hưởng cuộc sống. Giống như Vương Đông Tuyết, có bạn trai mà đến cả xe cũng không mua nổi, đi dạo phố còn nhặt cả chai thì có thể so sánh với ai được đây. Nghĩ đến việc bây giờ Vương Đông Tuyết có thể đang ăn một tô canh ma là trị giá mấy đồng lẻ ở quán vỉa hè, còn cô ta lại đang thưởng thức âm nhạc và đồ ăn trong nhà hàng Pháp này, cho nên cô ta tự cảm thấy bản thân vô cùng sung sướng. Ngay lúc đó, Vương Đông Tuyết và Tần Lâm cũng đã đến trước cửa nhà hàng rồi bước vào. Anh Tần, em phải vào nhà vệ sinh, anh đợi em một lát nhé. Được, hai người vừa bước vào trong, Vương Đông Tuyết liền đi vào nhà vệ sinh, còn Tần Lâm đứng ở trước cửa nhà vệ sinh đợi. Đường Nhu ở trên lầu nhìn xuống thấy Tần Lâm bèn cau mày. Ông xã, anh nhìn người đó đi, có phải là bạn trai của Vương Đông Tuyết không? Hình như là vậy, anh ta làm gì ở đây? Ha ha, chắc là đến để trộm trai chứ gì. Để em đi xem thử. Trong lúc Tần Lâm đang đợi, bỗng một người đàn ông từ bên trong bước ra, anh ta rửa tay rồi ném một chai nước xuống đất. Tần Lâm nhíu mày, sau đó nghĩ đến tư chất của con người bây giờ, ăn mặc đẹp đẽ sang trọng nhưng hành xử lại như một con vật, hành vi cử chỉ lại hết sức bình thường. Tần Lâm cũng không nghĩ nhiều, anh thuận tay nhặt cái chai lên rồi ném nó vào thùng rác. Tuy nhiên, ngay lúc anh cúi xuống nhặt chai thì Đường Nhu đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt, cô ta ngay lập tức cười phá lên. Ha ha, bị tôi bắt tại trận rồi chứ gì, biết ngay là anh đi nhặt vỏ chai bỏ vào túi ni lông mà, gan cũng lớn đấy, đây là nơi nào mà anh lại dám vào đây trộm chai hà. Vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía hai người, đây là một trong những nhà hàng cao cấp nhất ở Đông Hải, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Ai ai cũng cảm thấy thú vị. Một tên rẻ rách nhặt phe trai lại dám vào một nhà hàng cao cấp thế này để ăn trộm. Nghe thấy Đường Nhu nói vậy, Tần Lâm lập tức cau mày, sau đó nhìn cô ta mà không nói nên lời. Cô nói cái gì? Chúng tôi đến đây để dùng bữa. Dùng bữa? Ha ha ha, anh đừng có mà bốc phét, anh có biết nhà hàng này đẳng cấp như thế nào không? Loại người như anh đến đây ăn nổi sao? Anh sẽ không nghĩ rằng nhặt trai một ngày ở ngoài đường sẽ đủ đến đây ăn một bữa đó chứ? Thật nực cười. Nhân viên phục vụ đâu, mau đuổi bọn họ ra ngoài đi, bọn họ ở đây sẽ làm mất hứng của chúng tôi mất. Một nhân viên phục vụ nữ bước tới, nhìn thấy trên tay Tần Lâm đang xách một cái túi và một cái chai, cô liền cau mày. Mời anh ra ngoài, chỗ chúng tôi không cho phép nhặt phế liệu. Tần Lâm có chút cạn lời, sau đó nói, tôi nói rồi, tôi và bạn gái đến đây để dùng bữa, chúng tôi đã đặt bàn trước rồi. Nói xong, Vương Đông Tuyết bước từ nhà vệ sinh ra. Cô khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Đường Nhu cũng ở đây. Anh Tần, có chuyện gì thế? Nhìn thấy Vương Đông Tuyết đi rửa tay, Đường Nhu cuối cùng cũng hiểu ra. Tôi biết rồi, bọn họ đến để đi nhờ nhà vệ sinh. Chắc là Vương Đông Tuyết đến để đi nhờ nhà vệ sinh, còn anh thuận tiện nhặt chai luôn chứ gì. Mấy người cũng hài hước quá rồi đấy, các người nghĩ đây là đâu chứ, KFC hay McDonald's? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi à? Mau đến xem nào. Có người muốn dùng nhà vệ sinh miễn phí này. Đường Nhu hét lớn như vậy, khiến ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía bọn họ, Tần Lâm ngay lập tức trở thành tiêu điểm của cả nhà hàng. Vương Đông Tuyết cảm thấy xấu hổ xen lẫn khó chịu. Đường Nhu, cô quá đáng lắm rồi đấy. Đường Nhu hừ lạnh một tiếng, tôi quá đáng sao? Tôi nghĩ hai người quá đáng thì có, đi nhờ nhà vệ sinh thì bảo là đi nhờ, giả vờ làm gì chứ, còn ăn trộm chai nữa, đúng là thứ rẻ rách. Nhân viên phục vụ cũng có chút khó chịu, hai vị, nhà vệ sinh của chúng tôi không cho người ngoài dùng, xin hai người đi cho. Tần Lâm có chút không vui, nếu hôm nay không phải vì đi cùng Vương Đông Tuyết, với lại sợ làm cô mất vui, thì anh đã xử đám người này lâu rồi. Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi đặt bàn trước rồi, nhìn cho rõ đây. Nói xong, Tần Lâm lấy điện thoại ra, tìm tin nhắn đặt bàn rồi đưa cho nhân viên phục vụ xem. Nhân viên phục vụ vô cùng kinh ngạc, vội vàng nói. Xin đợi một chút, để tôi đi kiểm tra. Nếu có tin nhắn thì chắc chắn đã đặt bàn, chứ không phải nói đùa.
Đường Nhu hừ lạnh một tiếng, anh buồn cười thật đấy, anh đặt bàn ở đây sao? Anh đưa cái tin nhắn giả lừa ai chứ, anh đặt bàn số mấy? Bàn số 1, ha ha, thật nực cười. Nói bừa cũng chẳng đáng tin, tôi nói cho anh biết, tôi và chồng tôi đang ngồi ở bàn số 1 đấy, anh cũng nổ vừa thôi. Vừa dứt lời, có rất nhiều người đều che miệng cười, vẻ mặt giễu cợt nhìn Tần Lâm và Vương Đông Tuyết. Sau khi nhân viên phục vụ kiểm tra xong liền lập tức chạy lại nói. Thật xin lỗi quý khách, vừa rồi là do tôi đã sơ suất, anh thật sự đã đặt chỗ trước, xin mời anh lên lầu. Đường Nhu sững ra một lúc, cái gì? Anh ta có đặt bàn thật sao? Mấy người đừng nhầm lẫn đấy nhé, hai người bọn họ có khả năng chi trả ở một nơi như vậy sao? Hơn nữa, tôi và chồng tôi đặt mới là bàn số 1. Người nhân viên phục vụ nói, không sai, bàn của hai vị cũng là bàn số 1, nhưng là bàn số 1 ở lầu 1, thành thật xin lỗi hai vị, nhân viên phục vụ lúc nãy là người mới nên chưa hiểu chuyện. Xin mời hai vị chuyển vị trí xuống lầu 1, nhìn một lượt các vị trí ở lầu 1, lúc này cô ta mới hiểu ra. Hóa ra Tần Lâm và Vương Đông Tuyết đặt bàn số 1 ở lầu trên. Còn Đường Nhu và Ngụy Kiến Quân lại đặt ở lầu dưới. Mặc dù đều là bàn số 1 nhưng vị trí và phong cảnh là hoàn toàn khác xa nhau. Phong cảnh ở lầu dưới cũng đẹp, nhưng khi được trải nghiệm sự sang trọng ở tầng trên thì lầu dưới có vẻ khá bình thường. Đường Nhu nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt trở nên khó coi. Này, các người phục vụ kiểu gì đấy? Chúng tôi đã ngồi rồi, đồ ăn cũng gọi rồi. Bây giờ lại muốn chúng tôi chỗ sao? Nhân viên phục vụ sững ra một lúc, khó xử nói, thưa cô có muốn thương lượng một chút không? Đường Nhu hừ lạnh một tiếng, thương lượng cái gì chứ? Các người nhìn bọn họ đi, có giống người có thể trả nổi tiền không? Cho dù có gọi điện thoại đặt bàn trước thì sao, nói không chừng bọn họ chỉ gọi một ly nước đá ra rồi chụp hình đăng lên vòng bạn bè, sau đó ra về. Lời của Đường Nhu mặc dù cay nghiệt nhưng cũng không phải hoàn toàn vô lý, nhân viên phục vụ do dự một chút. Đặt chỗ không mất tiền, cũng có nhiều khách hàng đặt chỗ xong thì không đến, nhà hàng của bọn họ cũng không có cách nào. Tần Lâm nhíu mày, hôm nay đi dạo phố với Vương Đông Tuyết, tâm trạng vốn không tồi, không muốn so đo với loại người này. Không sao, để bọn họ ngồi tầng trên đi, tôi ngồi tầng dưới cũng được. Nói xong, Tần Lâm và Vương Đông Tuyết cười đùa ngồi ở góc gọi đồ ăn. Dù sao bọn họ cũng không để ý chuyện ăn uống đến vậy. Nhà hàng này đối với mấy người như Đường Nhu thì rất đặc biệt, cứ như khó lắm có thể ăn được một bữa như vậy, nhưng đối với Tần Lâm mà nói, nó chỉ là một bữa cơm bình thường mà thôi. Nhìn thấy Vương Đông Tuyết ngồi ở tầng 1, Đường Nhu lộ vẻ đắc ý. Hừ, còn muốn tranh với tôi? Nhân viên phục vụ cười nói. Thưa chị, vì chỗ ngồi bị đặt sai nên tôi nhất định phải nhắc trước cho chị biết. Bàn 1 tầng 3 là bàn có yêu cầu phải chi tiêu một số tiền nhất định, chưa tính đến phí nghe violin và rượu, thì phải tốn ít nhất là 68.000. Cái gì, Đường Nhu trợn tròn mắt, thứ này đã lật đổ giá trị quan của cô ta, chỉ là một bữa cơm mà lại tốn nhiều tiền đến thế. Hơn nữa đấy còn là ít nhất đấy, chưa tính đến tiền rượu. Vừa nãy còn thu phí nghe violin. Nếu tính tổng cộng lại thì chắc ít nhất phải 100.000. Bạn trai cô ta Ngụy Kiến Quân mặc dù kinh doanh trang sức, nhưng cũng chỉ kinh doanh nhỏ, nói trắng ra là làm thuê cho người khác, làm gì có đủ khả năng chi trả chứ. Có điều lời lúc nãy của Đường Nhu đã thốt ra rồi, nhiều người nhìn vào như vậy, nếu như cô ta vì không chi trả nổi mà phải đổi bàn thì đúng là mất mặt. Đặc biệt là trước mặt Vương Đông Tuyết, cô ta lại càng khó chịu. Không thành vấn đề, cái này đã là gì? Đường Nhu nhắm mắt giả vờ nói như vậy, sau đó lên tầng. Lên đến tầng 3, nhìn thấy món ăn đã được lên đủ, Ngụy Kiến Quân đang chờ cô ta. Tiểu Nhu, mau lại đây ăn, anh đợi em lâu lắm rồi. Đường Nhu có hơi áy náy mà ngồi xuống, vẻ mặt cứng nhắc. Món trên bàn ăn không nhiều lắm, hơn nữa cũng chẳng phải món gì quý giá, hiển nhiên là chưa đến 68.000. Chồng ơi, hay là gọi thêm mấy món nữa? Chưa đủ chi phí thấp nhất thì vẫn phải trả từng nấy tiền, không gọi thêm đúng là lãng phí. Ngụy Kiến Quân nhỏ giọng nó, chỗ này đắt lắm, chúng ta ăn mấy món thôi, cũng không thể ăn một bữa mà tốn đến 5-6.000 tệ được. Như vậy thì xa xỉ quá. Bây giờ Đường Nhu mới hiểu ra, hóa ra khả năng tài chính của Ngụy Kiến Quân chỉ đến thế, một bữa cơm trị giá 5-6.000 tệ đối với anh ta mà nói đã vô cùng xa xỉ, nếu như ăn một bữa mà tốn đến 100.000, Ngụy Kiến Quân sẽ nổi giận. Ngụy Kiến Quân này rất nóng tính, một khi tức giận e rằng cô ta sẽ bị đánh. Ha ha,
Chồng ơi, anh ăn nhiều một chút, em đi vệ sinh một tí nhé. Đường Nhu hoảng rồi, bữa cơm đắt như vậy, cô ta không dám ăn, ra vẻ bình tĩnh đi xuống tầng, khi đi vệ sinh thì rút điện thoại ra, giả bộ gọi điện thoại rồi mở cửa đi ra ngoài. Ra khỏi nhà hàng, Đường Nhu liền gọi taxi rời đi, mặc dù như vậy sẽ khiến Ngụy Kiến Quân tức giận nhưng cô ta cũng không còn cách nào khác. Cô ta rất hiểu Ngụy Kiến Quân, nếu như cô ta không rời đi, 100.000 này cô ta sẽ phải trả một nửa. Ăn một bữa cơm tốn nghìn, Đường Nhu không trả nổi. Chỉ có điều như vậy, hai người bọn họ bắt buộc phải chia tay, nhưng Đường Nhu cũng không cảm thấy tiếc. Tên họ Ngụy kia chẳng có bản lĩnh gì cả, còn chẳng trả nổi bữa ăn ở nhà hàng Pháp, có xứng với cô ta không? Tiếc là nhiều món như vậy mà cô ta chưa được ăn miếng nào, sớm biết thì đã ăn vài miếng rồi mới đi. Đường Nhu chạy mất dạng như vậy, lại nhớ đến Vương Đông Tuyết cùng bạn trai hưởng thụ cuộc sống của người có tiền, trong lòng cô ta khó chịu vô cùng. Cô ta rút điện thoại ra, gọi cho bạn thân, Từ Mỹ Mỹ. Alo, Mỹ Mỹ à, tối nay đi ăn không, tớ mời. Từ Mỹ Mỹ có hơi ấp úp, từ chối mấy lần, không muốn đến. Đường Nhu nhíu mày, Mỹ Mỹ, cậu làm sao vậy, lúc thì bảo đi đánh mạt chược, lúc thì bảo đi dạo phố, rốt cuộc tối nay cậu làm gì vậy? Tớ không bận gì cả, Từ Mỹ Mỹ nói. Mỹ Mỹ, rốt cuộc cậu còn coi tớ là bạn không, Đường Nhu uy hiếp nói. Từ Mỹ Mỹ thở dài một hơi nói, Đường Nhu tối nay bọn tớ họp lớp. Đường Nhu nhíu mày, lúc này mới hoàn hồn. Họp lớp cấp 3 á, lớp chúng ta, Từ Mỹ Mỹ vô cùng ngại ngùng, đúng vậy. Đường Nhu có hơi tức giận, được, tại sao mấy cậu họp lớp mà không gọi tớ? Tớ bị người khác ghét đến thế à? Đường Nhu, cậu đừng nghĩ nhiều, lần này không phải tớ tổ chức, tớ cũng không biết nói thế nào. Hơn nữa, bây giờ cậu cũng là phú bà rồi, cậu cũng chẳng thèm tham gia một buổi họp lớp đâu nhỉ? Đường Nhu tức giận, sao lại không tham gia? Tớ hỏi cậu, Vương Đông Tuyết có đi không? Có, được, vậy tớ nói cho bọn cậu biết, tối nay tớ cũng đến, buổi họp lớp hôm nay tốn bao nhiêu tiền, tó trà. Đường Nhu thực sự nuốt không trôi cục tức này, dựa vào đâu mà Vương Đông Tuyết còn sống tốt hơn cô ta, điều này khiến tâm trạng của Đường Nhu không thể nào cân bằng được. Rút điện thoại ra, do dự một chút, Đường Nhu vẫn gửi tin nhắn cho Ngụy Kiến Quân. Chồng à, em xin lỗi. Lúc này, mặt mày Ngụy Kiến Quân xanh lét đứng trước quầy thu ngân của nhà hàng. Gọi điện thoại cho Đường Nhu mấy lần mà máy bận, anh ta tức đến mức suýt nữa mắng người. Bữa cơm bày tốn đến hơn 80.000, anh ta chẳng qua chỉ là một giám đốc nhỏ lái xe Audi, 80.000 tệ này đủ để anh ta trả góp xe rồi. Kết quả là con đàn bà phá của này được lắm, ăn một bữa mà tốn nhiều đấy tiền. Khiến anh ta tức đến mức muốn mắng người khác, nhìn thấy Đường Nhu gửi tin nhắn, Ngụy Kiến Quân gọi điện thoại thẳng cho cô ta. Con đàn bà thối, cô đang ở đâu? Cô lừa tôi đúng không? Đường Nhu cũng biết chuyện này không dễ giải thích, cũng muốn làm hòa với anh ta, nên chỉ có thể nhận lỗi. Không còn cách nào khác, tối nay còn phải dựa vào anh ta để giả vờ, không thể không thỏa hiệp được. Chồng ơi, xin lỗi, tí nữa em sẽ giải thích với anh sau, em đang ở cạnh khách sạn thuê một phòng tình yêu, em đợi anh ở đó. Ngụy Kiến Quân vừa nghe đến khách sạn tình cơn tức cũng trôi đi một chút, có điều vẫn nổi giận đùng đùng. Quẹt thẻ tín dụng thanh toán tiền. Trong khách sạn, sau một hồi lăn lộn, Ngụy Kiến Quân nằm trên giường hút thuốc, Đường Nhu dựa vào ngực anh ta, nhỏ nhẹ nói. Chồng ơi, em sai rồi, em không biết nhà hàng đó lại đắt như thế, anh thấy đấy em còn chưa ăn miếng nào, em rất đáng thương mà. Buổi tối có buổi họp lớp, anh đi với em được không? Ngụy Kiến Quân lạnh lùng hừ một tiếng, họp lớp, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Đường Nhu thấy anh ta không so đo chuyện kia nữa. Vội vàng nói, anh yên tâm bạn học em toàn người bình thường thôi, chả mấy ai có tiền đâu, anh đi nhất định sẽ có mặt mũi nhất chỗ ấy. Ngụy Kiến Quân vừa nghe thấy vậy, sắc mặt hòa hoãn đôi chút. Mặc dù hôm nay tiêu hết mấy chục nghìn, nhưng vừa nãy lên giường, Đường Nhu cũng cố gắng, những tư thế lúc trước cô ta không đồng ý dùng, hôm nay đều thỏa mãn anh ta. Huống hồ, Đường Nhu cũng không có lỗi, hai người cũng chưa từng đến nhà hàng Pháp sang trọng như này bao giờ. Cũng không ngỡ lại đắt đến vậy. Được rồi, anh giúp em một lần. Đúng rồi chồng ơi, anh còn nhớ chiếc vòng cổ năm ngoái anh tặng em không? Ngụy Kiến Quân sững sờ, đương nhiên còn nhớ rồi, chiếc vòng cổ đó đắt lắm đấy, ngày thường em còn không dám đeo, lần này định đeo à? Mặt Đường Nhu đầy vui vẻ, không, chồng à, em muốn anh tặng em thêm lần nữa.
Ngụy Kiến Quân sững sờ, sau đó nở nụ cười khoái trá. Hiểu rồi, Đường Nhu này muốn giả bộ trước mặt bạn học một lần. Dù sao chiếc dây chuyền đó cũng rất quý, là món trang sức duy nhất có giá hàng chục nghìn của Đường Nhu, hôm nay cũng tốn một đống tiền của Ngụy Kiến Quân rồi, còn lâu mới bắt được anh ta mua thêm cái nữa. Vì vậy tặng lại chiếc dây chuyền này là được, dù sao cũng chỉ để khoe khoang trước mặt đám Vương Đông Tuyết mà thôi. Buổi chiều, hẹn xong thời gian, Vương Đông Tuyết và Tần Lâm đến nhà hàng mà mọi người đã hẹn, tên nhà hàng là Tiếng Pháp, đây là một nhà hàng Pháp sang trọng. Vương Đông Tuyết sững sờ, lại là nhà hàng Pháp à, biết sớm thì buổi trưa chúng ta đi ăn cái khác, ha ha. Tần Lâm không ngỡ rằng, hôm nay một ngày ăn đến hai bữa TH nhà hàng Pháp, có điều cũng chẳng hề gì, hôm nay chủ yếu để tụ họp, ăn uống gì không quan trọng. Đến cổng, một đám nam nữ đang tập trung ở đó, nhìn thấy Vương Đông Tuyết, có mấy cô gái nhiệt tình chào hỏi. Đông Tuyết, ở đây, Vương Đông Tuyết mỉm cười như hoa, kéo tay Tần Lâm chạy lại đó, giới thiệu anh cho mọi người. Đây là bạn thân của em, đây là Đình Đình, đây là Tiểu Ngọc, đây là A Sở. Đây là, bạn của tớ, Tần Lâm. Ba người Đình Đình vui vẻ, cười nhỏ nói, bạn hả? Cậu nói chính xác tí đi, rốt cuộc là bạn hay bạn trai? Vương Đông Tuyết đỏ mặt nói, mấy cậu nói như nào thì nó là như nấy. Dù sao đây cũng không phải lần đầu Tần Lâm giả làm bạn trai cô ấy, hai người cũng được coi là có kinh nghiệm trong việc này. Mấy người hàn huyên một hồi, sau đó Tiểu Ngọc đột nhiên nói. Đúng rồi Đông Tuyết, cậu biết chưa, lần họp lớp này cũng bị Đường Nhu biết, cô ta cứ đòi tới. Vương Đông Tuyết nhíu mày, làm sao cô ta biết? Vương Đông Tuyết vừa gặp cô ta xong, cũng đâu có lỡ miệng nói gì nhỉ, sao Đường Nhu lại biết vậy? Tiểu Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu, chắc là Mỹ Mỹ nói đấy, hai người họ có quan hệ rất tốt, nhưng cũng không sao, nếu cô ta muốn mời khách thì cứ để cô ta mời. Được thôi Vương Đông Tuyết mặc dù không thích, có điều người ta đã nói không còn cách nào rồi, thì cũng không thể tiếp tục từ chối được. Hơn nữa, Đường Nhu mặt dày đến vậy, cô ta đã kiên quyết đến thì cũng chẳng làm gì được. Mọi người đợi ở cổng một lúc, bạn học đến cũng khá đủ rồi, chỉ còn Đường Nhu chưa tới. Đình Đình không vui, giờ có cành cao để trèo rồi nên bắt người ta đợi, hay chúng ta đừng đợi nữa, đi vào trước đi. Vừa nói xong, một chiếc Audi đã lao như bay đến, dừng ngay trước mặt mọi người, cứ như đang trình diễn tính năng của xe vậy, khiến bụi bay mù mịt. Một lúc sau, hai người xuống xe, họ chính là Đường Nhu và Ngụy Kiến Quân. Lâu lắm rồi không gặp mọi người rồi. Mọi người không đến sớm thế, tớ với chồng tớ phải lái xe đến mà đường tắc quá, biết trước cũng ngồi tàu điện ngầm như mọi người. Lời vừa dứt, Đình Đình không nhịn được mà liếc mắt nhìn cô ta, Vương Đông Tuyết còn chưa khoe khoang, chẳng qua chỉ là một chiếc Audi thôi, khoe mẽ làm gì. Wow, Đường Nhu bây giờ sống ổn phết nhỉ, chồng cậu chắc lợi hại lắm, lái được Audi cơ mà. Đây là mẫu Audi nào? A6, siêu xe à, Đường Nhu hạnh phúc ghê. Đúng vậy. Gả được cho một ông chồng lợi hại như thế, bây giờ chắc cậu là người có tiền nhất lớp mình nhỉ. Cuối cùng vẫn có mấy bạn học có quan hệ tốt với Đường Nhu thực sự ngưỡng mộ cô ta, lúc trước Đường Nhu cũng giống như Vương Đông Tuyết, đều là con nhà nghèo. Bây giờ Đường Nhu đã tìm được một chỗ dựa giàu có như vậy, mọi người đều vui thay cho cô ta. Đường Nhu rất hưởng thụ cảm giác này, thích được người khác ngưỡng mộ, mặt đầy vẻ khiêm tốn, cười ha ha mà nói. Cũng không có gì. Bạn trai tớ chỉ kinh doanh trang sức, sau này mấy người muốn mua trang sức gì thì có thể tìm tớ. Wow, buôn bán trang sức, người làm ngành buôn bán trang sức giàu lắm đấy. Đương nhiên rồi, vốn để buôn bán trang sức rất cao, chứ đừng nói đến lợi nhuận. Có điều chúng ta không mua nổi vàng bạc trang sức, không như Đường Nhu, một bước trở thành bà hoàng. Đường Nhu cười ha ha, vui muốn chết. Ngụy Kiến Quân cũng được mọi người tâng bốc mà hơi lâng lâng, cười nói. Đều là bạn bè tốt của Đường Nhu, hôm nay tôi mời, đi thôi, chúng ta đi nhà, hả, nhà hàng này. Tên nhà hàng này là Tiếng Pháp, Ngụy Kiến Quân cũng không biết, chỉ có thể ngượng ngùng nói qua loa. Nhưng người khác cũng không biết nên cũng không để ý, liền đi vào trong nhà hàng. Vốn đã đặt trước rồi, nên hôm nay nhà hàng không có ai, được bọn họ bao chọn. Mọi người ngồi xuống một bàn ăn bình tròn, ở giữa có hai vị đầu bếp để dâu quai nón. Trước mặt đầu bếp là một tấm sắt, có thể quan sát đầu bếp nấu ăn với khoảng cách gần như này, hơn nữa còn có thể nhìn thấy quá trình món ăn được từ từ nấu chín cũng là một sự hưởng thụ đặc biệt. Một nhân viên phục vụ lại gần, nói mấy câu bằng tiếng Pháp.
Bởi vì đây là nhà hàng Pháp chuẩn nên từ đầu bếp đến nhân viên phục vụ đều là kiểu Pháp chính gốc, đương nhiên là vẫn có nhân viên phục vụ nói tiếng Trung, nếu như khách thực sự không biết tiếng Pháp thì có thể tìm nhân viên phục vụ nói tiếng Trung. Ha ha, mấy người không biết chọn món nhỉ, lần đầu tiên đến nhà hàng Pháp tớ cũng vậy đó, tớ thường đi ăn với chồng tớ, nên không cần nhân viên phục vụ biết tiếng Trung. Mọi người đều cười, vậy thì tốt quá, may mà hai người thường xuyên đến, nếu không để chúng tớ chọn thì chắc mất mặt lắm. Ngụy Kiến Quân mỉm cười, nhận thực đơn từ nhân viên phục vụ. Cầm thực đơn lên, anh ta lập tức trợn tròn mắt. Đây là thực đơn tiếng Pháp, hơn nữa còn không có ảnh. Nếu như có ảnh, thì dù không biết tiếng Pháp cũng có thể chọn món theo ảnh. Nhưng bây giờ thì tiêu rồi, toàn tiếng Pháp, còn không có ảnh, biết gì mà gọi chứ. Đường Nhu, chồng cậu còn biết tiếng Pháp à, giỏi quá, nghe nói gan ngỗng chiên khá ngon, hay cậu bảo chồng cậu gọi đi. Ngụy Kiến Quân ngại ngùng cười, ha ha, món Pháp đâu chỉ có mỗi gan ngỗng đâu, còn có nhiều món khác nữa, mọi người gọi mấy món để thử xem. Trong lòng Ngụy Kiến Quân liên tục kêu khổ, anh ta sao biết cái gì là gan ngỗng chứ, nếu như là tiếng Anh thì còn hiểu một tí, ít nhất cũng có thể đọc được. Nhưng tiếng Pháp thì tèo rồi, một chữ cũng không biết. Có điều nhiều người đang nhìn anh ta như vậy, anh ta cũng không thể để lộ ra. Ngụy Kiến Quân làm bộ làm tịch khoa tay mua chân với nhân viên phục vụ, sau đó dùng tay chỉ món trên thực đơn để gọi, gọi mấy món xong, nhân viên phục vụ cũng ghi lại. Sau đó, Ngụy Kiến Quân đóng thực đơn lại, nói. Cứ vậy đã, một tí nữa món được bưng lên xem hương vị thế nào lại gọi tiếp. Ngụy Kiến Quân không dám làm loạn, nhỡ may gọi một đống món xào, thì đúng là ngượng chín mặt. Cứ để bọn họ lên món rồi tính sau. Nhân viên phục vụ nhận lại thực đơn xong liền đưa cho Tần Lâm ở bên cạnh, hỏi anh xem có muốn gọi thêm món nào không. Ngụy Kiến Quân lạnh lùng hừ một tiếng, không cần đưa anh ta xem, anh ta không hiểu tiếng Pháp, lại chọn bữa ấy mà. Tần Lâm không quan tâm đến anh ta, nhận thực đơn, xong hỏi Vương Đông Tuyết. Muốn ăn gì, buổi trưa vừa ăn steak xong, còn muốn ăn nữa không? Bạn bè nghe xong lộ ra vẻ kinh ngạc. Ồ, Đông Tuyết bây giờ cũng kinh nhỉ. Bữa nào cũng ăn đồ Tây. Buổi trưa cũng vừa ăn steak xong. He he, bây giờ món steak ở đâu chẳng có, rất nhiều tiệm ăn nhanh cũng có món này, có điều đều không chính tông, nhưng rất rẻ, có mười mấy tệ một phần. Và vá nhưng dù là steak của máy. Đúng vậy á, nhưng dù là steak của mấy tiệm ăn nhanh tớ cũng không nỡ ăn đâu, nhìn lại Đường Nhu nhà người ta kia, chẳng có chuyện gì cũng có thể đi ăn nhà hàng Pháp sang trọng, đây mới là cuộc sống của người có tiền. Vương Đông Tuyết gật đầu, được ạ. Món thịt bò Wellington mình ăn buổi trưa ngon thật, ăn thêm một lần cũng được. Tần Lâm nhìn nhân viên phục vụ, sau đó chỉ vào món ăn trên thực đơn. Nhân viên phục vụ giơ tay ý bảo ok, sau đó cầm lấy thực đơn rời đi. Đường Nhu lạnh lùng cười một tiếng, giả bộ cái gì, cứ làm như hiểu thật ý, anh có chắc món anh vừa chọn là steak không, tí nữa người ta mà bưng lên một tô mì thì ngại lắm. Ha ha ha, Đông Tuyết hài hước thật ấy, nếu là mì thì cho tớ ăn cái nhé. Tớ còn chưa được ăn thử mì bao giờ đâu. Mất mặt cũng không sao đâu, chúng ta đều là người bình thường, cũng không như Đường Nhu suốt ngày đi ăn, ai cũng quê mùa như nhau mà, ha ha. Bạn học đều cười ha ha, coi như chẳng có chuyện gì xảy ra, Vương Đông Tuyết vốn không phải con nhà giàu gì, vậy nên cũng chẳng có ai cười chê cô ấy. Mọi người nói chuyện một hồi, đằng sau lưng bỗng vang lên tiếng đàn dương cầm. Quay đầu nhìn chỉ thấy một người nghệ sĩ dương cầm trẻ tuổi mặc lễ phục màu trắng ngồi trước đàn dương cầm, âm thanh du dương êm tai, cho dù không hiểu âm nhạc thì vẫn chìm đắm trong nó. Wow, nhà hàng cao cấp này đúng là không tầm thường mà, còn có cả người đàn dương cầm ngay tại chỗ nữa. Đây cũng là lần đầu tiên tôi nghe trực tiếp, hay thật. Cái này còn hay hơn ở quán bar nữa. Ngụy Kiến Quân cười, đương nhiên rồi. Có thể đàn dương cầm trong một nhà hàng cao cấp thế này thì phải là một người nghệ sĩ rất giỏi, mọi người từ từ hưởng thụ nhé. Thực ra buổi trưa nay mới là lần đầu Ngụy Kiến Quân và Đường Nhu được đi nhà hàng Pháp, nhưng nghe giọng điệu của anh ta cứ như là đi thường xuyên lắm. Chẳng mấy chốc, món steak của Tần Lâm và Vương Đông Tuyết được bưng lên, nhân viên phục vụ nói mấy câu bằng tiếng Pháp. Mặc dù mọi người nghe không hiểu, nhưng nhìn động tác của họ thì có thể hiểu được là ý bảo mọi người ăn ngay cho nóng. Mọi người ăn trước đi, steak lạnh ăn không ngon đâu. Đúng vậy, chúng ta mau ăn thôi. Đông Tuyết hai người cũng ăn trước đi. Tần Lâm gọi tổng cộng 4 phần steak, còn gọi mấy nấm truffle và gan ngỗng. Anh đưa đĩa steak cho Vương Đông Tuyết, Đình Đình, Tiểu Ngọc,
và cả A Sở. Bốn cô gái ăn trước. Những người khác nhìn thấy bắt đầu nuốt nước bọt, mùi của đĩa steak này thơm thật ấy, mọi người đều rất đói rồi, sao phục vụ còn chưa lên món nhỉ? Đường Nhu nhíu mày, chồng ơi, giục bọn họ được không? Ngụy Kiến Quân gật đầu, búng ngón tay. Waiter, nhân viên phục vụ đi qua, vẫn nói tiếng Pháp. Món của chúng tôi, nhanh lên. Ngụy Kiến Quân ra hiệu thay cho việc nói, chắc bọn họ vẫn hiểu nhỉ. Có điều nhân viên phục vụ vẫn mờ mịt, nhíu mày, giang hai tay ra, tỏ vẻ vẻ không hiểu gì cả. Ngụy Kiến Quân lập tức nổi giận. Mấy người bị làm sao vậy, bưng món lên cũng phiền phức vậy à? Gọi giám đốc của mấy người ra đây. Ngụy Kiến Quân đập bàn, có hơi tức giận. Nhân viên phục vụ vội vàng đi vào, gọi một người đàn ông trung niên đi ra. Người đàn ông này là con lai, biết cả tiếng Pháp lẫn tiếng Trung, ông ta đi lên trước hỏi. Thưa cậu, có vấn đề gì không ạ? Cuối cùng cũng có nhân viên phục vụ nói tiếng Trung, Ngụy Kiến Quân vội vàng nói. Chúng tôi gọi món lâu lắm rồi mà sao vẫn chưa mang lên, món bọn họ gọi sau mà được bưng lên rồi. Nhân viên phục vụ sững sờ, thưa cậu, món của cậu lên đủ rồi đấy ạ. Cái gì, đủ cái gì, đây là món bọn họ gọi, lúc nãy tôi gọi nhiều món phết rồi còn gì, sao chưa bưng lên. Nhân viên phục vụ mỉm cười, thưa cậu, thứ mà cậu gọi là sáu khúc dương cầm, lúc nãy nghệ sĩ của bên tôi đã đàn xong rồi. Mọi người lập tức kinh ngạc, khúc dương cầm, lúc nãy thứ anh ta gọi không phải món ăn à. Mẹ kiếp, đúng là buồn cười mà. Mọi người đói bụng chờ cả tiếng đồng hồ, kết quả Ngụy Kiến Quân chỉ gọi có 6 khúc đàn dương cầm. Nghe nhạc thay cơm, mọi người lập tức bật chế độ câm lặng, cứ nói hẳn ra là không biết tiếng Pháp đê, gọi phục vụ biết tiếng Trung là được rồi, giả vờ làm quái gì, đúng là làm trò mà. Biết trước thì nhờ luôn bạn trai Đông Tuyết gọi cho xong. Mặt Ngụy Kiến Quân xanh lét như tàu là chuối, không giả bộ thành công, ngược lại còn mất hết thể diện. Ai biết được cả trang đầu tiên trong thực đơn đều là các khúc đàn dương cầm. Vậy đưa cho chúng tôi thực đơn tiếng Trung đi. Vâng, nhân viên phục vụ quay đi, lấy thực đơn tiếng Trung đưa cho họ xem một chút rồi gọi món. Chờ mòn mỏi cuối cùng thì món của mọi người cũng được mang lên. Được ăn thức ăn ngon, tâm trạng của mọi người cũng vui vẻ hơn nhiều, chuyện xấu hổ ban nãy cũng rơi vào dĩ vãng. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, Đường Nhu. Bạn trai cậu bán trang sức thì chắc biết giám định trang sức nhỉ. Đường Nhu mỉm cười, đương nhiên rồi, trang sức này, đồng hồ này, anh ấy đều biết. Thật à, vậy anh xem hộ tôi chiếc đồng hồ này với. Ngụy Kiến Quân cầm lấy đồng hồ, nhìn một chút liền gật đầu. Chiếc đồng hồ này là hàng thật, mặc dù không phải hàng hiệu nhưng chất lượng rất tốt. Vừa nhắc đến đồng hồ mọi người đều nhìn về phía cổ tay của nhau. Đường Nhu đột nhiên nhìn lên chiếc đồng hồ trên tay Vương Đông Tuyết. Ồ, chiếc đồng hồ của Đông Tuyết đẹp ấy nhỉ, để chồng tôi xem là hàng giả hay hàng thật. Vương Đông Tuyết ngại ngùng nói, không cần đâu, tôi không quan tâm đến việc nó là hàng thật hay hàng giả. Đường Nhu lạnh lùng cười, sao vậy được, nếu người khác tặng cô một chiếc đồng hồ fake, cô đeo lên tay thì còn mất mặt hơn là không đeo, mau tháo xuống để chồng tôi xem cho. Mọi người đều rất hiếu kỳ, chiếc đồng hồ này của Vương Đông Tuyết rốt cuộc là hàng thật hay hàng giả vậy? Chiếc đồng hồ này đẹp như vậy, nếu là hàng giả thì bọn họ cũng muốn mua một cái. Vương Đông Tuyết có hơi khó chịu, có điều vẫn tháo xuống đưa cho anh ta, đây là món quà mà Tần Lâm tặng cho cô, là vật từng cứu mạng cô. Vậy nên dù chiếc đồng hồ này là hàng giả hay hàng thật thì cô ấy đều yêu thích, chứ không hề ghét bỏ. Tần Lâm đương nhiên chẳng thèm quan tâm, đồng hồ đích thân anh mua đương nhiên là hàng thật. Sau khi tháo đồng hồ xuống, Ngụy Kiến Quân sững sờ. Nhìn mặt đồng hồ, lập tức cười lớn. Ồ, Patek Philippe à, ha ha ha, chiếc đồng hồ này mà là hàng thật thì cô chính là người giàu có nhất cái bàn này rồi. Patek Philippe là công ty con chuyên sản xuất đồng hồ của Rolls-Royce, là đồng hồ cao cấp nhất, chiếc rẻ nhất của nó cũng có giá mấy trăm nghìn, chiếc đẹp hơn một tí thì có giá đến mấy triệu. Chiếc đồng hồ này có giá trị như thế, sao có thể xuất hiện trên tay Vương Đông Tuyết được? Dựa theo lời Đường Nhu nói, con bé Vương Đông Tuyết này nghèo rách ra, đến từ nông thôn, nghèo như thế thì móc đâu ra tiền để mua cái đồng hồ này. Còn về Tần Lâm, thì trông càng không thể, tên khốn này còn chả mua được xe, nói gì đến đồng hồ, cầm chiếc Patek Philippe của Vương Đông Tuyết lên, Ngụy Kiến Quân nhíu mày, đột nhiên cúi đầu, nhìn kỹ lại, sắc mặt nghiêm trọng. Đường Nhu sửng sốt hỏi, chồng ơi, sao vậy, chẳng nhẽ nó là hàng thật, Ngụy Kiến Quân dù sao cũng buôn bán trang sức. Cũng có chút hiểu biết về đồng hồ hiệu.
đáng nhẽ không phải chứ nhỉ? Chiếc đồng hồ này, nhìn mặt đồng hồ trông có vẻ hàng thật. Nhưng nó đắt như vậy, sao bọn họ mua được? Ngụy Kiến Quân nói như vậy, mọi người lập tức hiếu kỳ, chắc nhẽ mấy năm không gặp, Vương Đông Tuyết bây giờ thực sự trở thành phủ bà rồi sao? Dùng đồng hồ trị giá đến mấy trăm nghìn, thậm chí là cả triệu. Ngụy Kiến Quân lật đồng hồ lại, quan sát kỹ, mới ốt cười nhạt. No nếu như không nhìn thấy dấu vết đằng sau thì suýt nữa tôi tưởng là đồng hồ thật rồi. Ngụy Kiến Quân chỉ vào chỉ đinh ốc đằng sau đồng hồ, nói. Khi sản xuất đồng hồ, chiếc đinh ốc này được gắn chặt vào để đảm bảo không ai có thể thay đổi được linh kiện. Nhưng bây giờ chiếc đinh ốc được gắn chặt này lại bị cạy ra, nói cách khác, chiếc đồng hồ này đã bị cạy ra. Chiếc Patek Philippe hàng gốc mới sẽ không bị cạy ra như thế, cho dù có sửa chữa thì cũng sẽ được niêm phong lại như cũ. Chỉ có một trường hợp duy nhất làm hỏng dấu niêm phong đó là tự mình cạy ra. Chiếc đồng hồ này là giả. Nói xong, Ngụy Kiến Quân đưa lại đồng hồ cho Vương Đông Tuyết. Vương Đông Tuyết, ai tặng cô chiếc đồng hồ này vậy? Vương Đông Tuyết vừa định nói, Tần Lâm đã nhận luôn. Tôi tặng, ánh mắt của mọi người lập tức trở nên mập mờ, họ nhìn nhau nhưng không nói gì, bàn ăn lập tức rơi vào bầu không khí ngại ngùng. Đường Nhu làm bộ làm tịch, ôi sao chồng tự nhiên nói thẳng ra vậy, anh chả nể nang gì người khác cả, họ còn không mua nổi xe. Sao có thể mua nổi chiếc đồng hồ đắt tiền này, anh làm vậy chẳng phải khiến người ta mất hết thể diện sao? Ngụy Kiến Quân cười cười, bưng ly rượu lên nói, là sơ sót của tôi cũng vì thói quen nghề nghiệp thôi, nhìn thấy hàng giả là lại không nhịn được phải nói ra, có điều, chiếc đồng hồ này mặc dù là hàng giả nhưng vỏ ngoài cũng là hàng thật bị thải ra, cho dù là hàng giả thì cũng không tồi. Ái, tôi lại nói lời không đúng rồi, xin lỗi nhé, tôi tự phạt mình một ly. Ngụy Kiến Quân bưng ly rượu lên, làm bộ làm tịch uống một ngụm, khi nói còn xin lỗi, nhưng nhìn hành động của anh ta chẳng có chút nào giống xin lỗi cả, ngược lại còn vui vẻ. Vương Đông Tuyết vẫn đeo đồng hồ lên, chiếc đồng hồ này là hàng giả thì sao chứ, cô chẳng quan tâm, hơn nữa cô ấy biết, chiếc ốc vít đằng sau bị tháo ra là vì Tần Lâm đã cải tạo lại chiếc đồng hồ. Ấn núm xoay ba lần, anh ấy có thể nhận được tín hiệu, lần trước bị bắt nạt ở trường học. Nhờ cách này mà cô ấy mới có thể gọi Tần Lâm đến. Hơn nữa dù là thật hay giả thì cô ấy cũng chẳng quan tâm. Tần Lâm cũng lười giải thích, chỉ mỗi kỹ thuật cải tiến của quân đội ở bên trong đã đắt hơn giá trị của chiếc đồng hồ gốc nhiều rồi. Mấy tên ất ơ này thảo luận vấn đề này ở đây, trong mắt Tần Lâm không khác gì mấy tên hề đang nhảy nhót. Hai người trong câu chuyện không thèm quan tâm, mọi người đương nhiên cũng không quan tâm. Có điều Đình Đình và Tiểu Ngọc ở bên cạnh nói, Đông Tuyết, không sao. Đồng hồ giả thì sao chứ, bạn trai tớ toàn tặng tớ túi giả nè, giả cũng chẳng sao, vừa rẻ vừa đẹp, có lợi ích thiết thực, mọi người đều là người bình thường, móc đâu ra nhiều tiền để mua đồ hiệu. Không sao, Đông Tuyết không cần quan tâm, giả thì giả, chồng tớ ngay cả đồ giả cũng chẳng thèm tặng cho tớ, hừ. Ha ha, tớ cũng vậy, ngay cả đồ giả còn chả được nhận, ngưỡng mộ các cậu quá. Ba người nói nhỏ an ủi Vương Đông Tuyết. Bọn họ cho rằng Vương Đông Tuyết sống không quá tốt, kiếm được một người bạn trai bình thường. Có điều bọn họ không hề nịnh bợ, bình thường đâu có gì xấu đâu, chỉ cần đối tốt với cô ấy là được. Vương Đông Tuyết mỉm cười, vui vẻ yên tâm, mấy bạn học hồi cấp 3 này chẳng hề thay đổi, vẫn thật thà chất phác như xưa. Ăn cũng được kha khá rồi, Ngụy Kiến Quân lấy ra từ trong túi một chiếc hộp, anh ta đứng dậy nói. Mọi người yên lặng chút nào, tôi có lời muốn nói với Dương Nhu. Mọi người lập tức yên lặng, nhìn Ngụy Kiến Quân, còn Đường Nhu rõ ràng biết nhưng vẫn giả bộ kinh ngạc, che miệng, nước mắt sắp chảy xuống. Tiểu Nhu, mặc dù hôm nay chỉ là một ngày bình thường, nhưng anh vẫn không nhịn được mà phải tặng cho em một món quà. Anh ta vừa nói vừa rút một chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc dây chuyền phát ra ánh sáng bằng bạc, bên dưới chiếc dây chuyền là một mặt dây màu xanh hình trái tim, trông giống một viên kim cương màu xanh. Đây là kim cương xanh. Được mệnh danh là tình yêu thủy tinh, để chúc mừng ngày kỷ niệm tròn 2 năm chúng ta yêu nhau, anh có thể đeo cho em được không? Đường Nhu vô cùng phấn khích, làm bộ mà gật đầu, đứng dậy, mở mắt, tỏ vẻ hưởng thụ. Ngụy Kiến Quân đeo cho cô ấy xong, mọi người lập tức vỗ tay. Wow, Đường Nhu cậu hạnh phúc quá, viên kim cương to như vậy, ngưỡng mộ quá. Không biết nó trị giá bao nhiêu tiền, kim cương xanh ấy, chắc là đắt lắm, đây đúng là cuộc sống của người có tiền. Không phải ngày kỷ niệm đặc biệt gì cũng có thể tặng quà, lão chồng nhà tớ còn chẳng thèm tặng cho tớ cái gì. Đúng vậy, chúng ta sao có thể so với Đường Nhu được,
Đường Nhu là phủ bà rồi. Tổng giám đốc Ngụy, anh mau nói cho chúng tôi biết viên kim cương kim giá bao nhiêu, để cho chúng tôi mở rộng tầm mắt. Ngụy Kiến Quân mỉm cười, nếu như mọi người mua có thể sẽ bị đắt, có điều tôi là người trong ngành nên được giảm giá, chỉ có giá hơn 20.000 thôi. Trời má, hơn 20.000, một chiếc mặt dây chuyền có giá hơn 20.000, bằng phí sinh hoạt một năm của tớ. Đúng là không so được, tớ mua một chiếc hơn 2.000 là thấy thỏa mãn lắm rồi. Chúng ta đều là người thường, có vàng để đeo đã là ok lắm rồi, đúng không Đông Tuyết? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 11.